chương 11 tử thúy ngọc trâm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ở kỷ nhược dư như không nói một lời tử vong chăm chú nhìn hạ kỷ nhược tình cảm thấy túng điểm chính thư sướng đáy lòng lại lan tràn khởi không yên ý sợ hãi hệ thống len ken chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ vừa mới đổi thiên đổi dũng khí gia tăng thỉnh không ngừng cố gắng a à. Kỷ nhược tình bị trong đầu rồi đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức trung lên, cứ việc cực lực đã khống chế, nhưng thân mình vẫn là nhịn không được trung nhẹ lên. Ở kỷ nhược dư trong mắt, đây là nàng ở của hắn chăm chú nhìn hạ có hối ý, biết sai lầm rồi, cũng biết sợ tự viết như thế nào. a à, đây là của hắn muội muội làm chuyện gì đều bên trên thật sự, mười phần bao cỏ. Kỷ nhược dư lành lạnh mâu trung xẹt qua một tia giọng mỉa mai, cùng lúc đó kỹ nhược tình cũng rõ ràng nhìn đến kỹ nhược dư đỉnh đầu hảo cảm độ lại giảm 2 điểm. Bất quá thần kỳ là, kỹ nhược dư đối nàng hảo cảm độ cư nhiên là 90, không biết cái gì thời điểm vụn trộn thêm lên rồi một ít. Xem ra, kỹ nhược dư tuyệt không khó trị thôi. Kỹ nhược tình đột nhiên nghĩ đến, vừa mới ném lạp nho đến xong cửa sổ lý đậu tiểu tước nhi ngoạn, cũng không biết bị tước nhi ngậm đã đi chưa, không bằng nàng kiên trì xoay người hướng trong điện đi làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì ngươi muốn đi đâu kỷ nhược dư nhẹ bỗng lại nặng trịch thanh âm đột nhiên ở nàng sau lưng vang lên nghe được nàng một thân mồ hôi mau dựng đứng ta ta đi một chút sẽ trở lại kỷ nhược tình không dám quay đầu cường đỉnh trong thân thể mặc danh kỳ diệu ý sợ hãi hướng trong điện hướng may mắn nho còn tại này ở trên cửa sổ lăng lăng lộn mấy vòng cuối cùng một viên nho không bằng cho hắn nếm thử. Có lẽ có thể xin bớt giận. Kỷ nhược tình đem kia lạp tròn vo nho ở tay áo thượng xoa xoa, chạy nhanh nâng đi ra ngoài. Kỷ nhược dư như không biết nàng ở bên trong làm cái gì, như trước đứng ở xa xa lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng, như lạnh thấu xương hàng khí chi lan ngọc thụ. Ca ca, này nho thật ăn ngon, ta cố ý cho ngươi để lại một viên ngươi nếm thử, kỹ nhược tình đưa tay tâm mở ra, hiến vật quý dường như đem kia khỏa ống ánh trong suốt nho trình đến kỹ nhược dư trước mặt. Kỹ nhược dư lường liếc kia khỏa hắt đến biến tím nho, sạch sẽ nằm ở thiếu nữ trắng nõn bé bỏng lòng bàn tay bên trong, ánh bình minh ánh chiều tà vì này độ thượng một tầng nhu hòa quang. Kỹ nhược tình tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ánh ấm hòa hợp, như là tươi mới nhiều nước đào mật, thấm nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mỉm cười ngọt ngào ý. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên có trở lại hồi nhỏ lỗi thấy, khi đó, nàng cũng là như thế này ngọt ngào hô ca ca, đem nàng trân quý cuối cùng một cái hoa quả đưa tới trước mặt hắn. Kỷ nhược tình không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến kỷ nhược dư đỉnh đầu hảo cảm độ điên cuồng bật, một, 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 luôn luôn cùng bỏ thêm 10 điểm hảo cảm độ mới dừng lại đến. Kỷ nhược tình vụng trộn đối hệ thống nói. Xem đi, hắn quả nhiên thích ăn nho. Một viên nho, có thể thêm 10 điểm hảo cảm độ, quả thực rất có lời. Kỷ nhược tình rất hối hận vừa mới đêm này không thể ăn nho đều mạnh mẽ nhét vào bản thân trong bụng, sớm biết rằng cấp kỷ nhược dư thật tốt. Hắn như vậy thích ăn nho. Kỷ nhược dư vương thon dài ngón tay tim, bốc lên kia lạp nho, mặt không biểu cảm nhét vào miệng. Kỷ nhược tình rất muốn nói cho hắn biết. Ta đã biết đến rồi ngươi thích ăn nho, ngươi không cần nỗ lực ngụy trang. Ca ca, ăn ngon sao? Kỷ nhược tình cố ý quay đầu hỏi. Kỷ nhược dư liếc nàng một cái, thanh âm hờ hững, nhẹ giọng nói, ân. Kỷ nhược tình không khỏi đáy lòng đáng thương kỷ nhược dư một phen, đứa nhỏ này xem ra chưa từng ăn qua chân chính ăn ngon nho, liền ngay cả khó như vậy ăn nho đều cảm thấy ăn ngon, sớm biết rằng cho hắn ở lâu điểm, khẳng định có thể cùng soát hảo cảm độ. Nàng hơn bản thân cảm thấy đáng thương. Khi về sau ta nhiều cấp ca ca lưu một điểm. Kỷ nhược tình chân chó cười cười, kìm lòng không đậu lộ ra của nàng bản tính. Trước mắt thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn kiều kiều, đôi mắt trong suốt, Mỹ hiện thời đêm sắp dâng lên tinh thần, kỷ nhược dư nhoáng lên một cái thần, lại lập tức nghiêm mặt sắc, ánh mắt dần dần trở nên trầm mà sẵn giọng. Đầu của ngươi lý chỉ có ăn sao? Ngươi khả đã quên phụ hoàng nguyện vọng. Kỷ nhược dư lãnh suy một tiếng, tràn đầy thất vọng xem kỹ nhược tình. Ngượng ngùng, nàng thật đúng không hiểu được. Kỹ nhược tình ấy nấy cúi đầu, không dám nhìn thẳng kỹ nhược dư ánh mắt. Hảo hảo nhìn xem phần này mỹ nhân danh sách. Kỹ nhược dư gõ gõ bàn, ta muốn ngươi, tiếp tục ngày ngày thị tẩm. Ca ca, ta cảm thấy này quá khó khăn. Kỹ nhược tình trong thanh âm mang theo chút khóc nức nở, giống như thật ủy khuất dường như, căn bản chính là làm không được thôi ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Kỷ nhược dư nhàn nhạt một cái lướt mắt đảo qua đi, xoay người liền đi, bất lưu chút tình cảm, làm không được, của ngươi bảo bối đừng nghĩ muốn, nơi này, ngươi cũng đừng tưởng đợi. Kỷ nhược tình ủy khuất ba ba xem kỷ nhược dư càng lúc càng xa bóng lưng, nước mắt đều sống sờ sờ bài trừ đến đây, khả hắn sững sờ là không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Thật sự là, cũng phí nàng một phen khóc diễn. Nho, trong điện đầu liệu có cái gì rượu. Hay ta thủ chút đến uống. Kỷ nhược tình xoay người liền lau khô nước mắt, chỉ là khóc nước nở còn đang. Nghe qua hình như là đặc biệt thương tâm khổ sở, không kềm chế được, cho nên muốn mượn rượu tiêu sầu giống như. Nho hơi có chút khó xử xem kỹ nhược tình. Mỹ nhân, còn có chút tân những rượu đào hoa, chẳng qua ngày một người uống rượu, chỉ sợ có chút không tốt. Này đó sao không hảo? Kỷ Nhược Tình chẳng hề để ý vẫy vẫy tay, nhường nhau mau mau đi lấy đến. Nho mặc dù sắc mặt có chút khó khăn, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ đem khắc hoa bạch ngọc vò rượu chứa rượu đào hoa trình đến Kỷ Nhược Tình trước mặt. Này rượu đào hoa mang theo tivi vi ngọt, mùi rượu không nùng, chỉ ẩm đi xuống cảm thấy cổ họng có chút lạc. Kỷ Nhược Tình tự khoe tử lượng hảo, lại không biết bản thân này thân thể không phải là tử lượng tốt, ẩm đầy đủ một vò, túy bất tỉnh nhân sự tới ngày thứ hai buổi trưa mới đưa đem theo trên giường tỉnh lại. May mắn Kỷ Nhược Dư sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết nàng này hoang đường hành vi bằng không định vừa muốn khiển trách nàng một phen. Hôm sau trễ, Kỷ Nhược Tình vừa muốn một vò rượu đào hoa. Ngược lại không phải là rượu này hảo uống, cũng không phải nàng uống thượng nghiện, chỉ là vì Dạ Thiên thần như trước không triệu nàng thị tẩm. Nàng dơ mạ vàng ly rượu đựng sáng quắc rượu đào hoa, đối nguyệt mà ẩm mâu quan thủy sắc trong suốt trong lúc đó ánh tối nay ánh trăng sáng trong, chấm nhỏ phản phất đều rơi vào trong ánh mắt nàng, mỹ kỳ quái. Liền ngay cả một bên hầu hạ nho cũng tránh không được nhiều xem nàng vài lần, như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, đó là cô nương gia xem cũng kinh vì thiên nhân. Liền tại đây hạo nguyệt nhô lên cao, rơi xuống đất thành sương trong đình viện, cuối mùa xuân hoa nhi khai lại kiều diễm, cũng hiện ra chút suy sụp tinh thần chi thế, càng lộ vẻ cảnh đêm thê thê lương mát nâng chén đối nguyệt tiểu mỹ nhân mặc dù liễm diễm động lòng người, khả dơ tay nhất chân gian cũng nhiều phân tịch liêu cùng cô đơn. Đột nhiên, một đạo cao lớn mà sửa rất thân ảnh bước qua cửa son, xuất hiện tại này trống vắng thưa thớt trong đình viện, một thân hắc để đoạn theo kim long áo tròn theo ngày xuân gió đêm mà động. Thiếu phân không ý, lại hơn chút lãnh ý. Kỷ nhược tình mị mị túy mông lung mắt, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng một mảnh, ướt sủng trong con ngươi ánh hắn cao ngất thân hình ngươi, ngươi. Nàng trắng nõn đầu ngón tay thân ở giữa không trung, nhẹ chút điểm, tự hồ ở kinh hoảng bóng đêm, đem trung trộn ánh trăng nhu quân chút. Sáng trong ánh trăng nhẹ nhàng phi lạc nàng một thân, tự hồ nhân diện hoa đào, càng hơn hoa kiều. Yên ngữ kiều thái, mềm yếu nhu nhu toàn nhào vào trong lòng thượng. Dạ thiên thần con ngươi rùng mình, mạnh mẽ áp chế trong lòng không hiểu mà động kia sợi cảm xúc, lạnh lùng đêm này nọ hướng trong lòng nàng nhất tắc. Di, đây là cái gì nha? Kỷ nhược tình oai đầu, đem trong tay gì đó cử quá mức đỉnh, đối với hành lang hạ cây đèn ánh đến chiếu chiếu. Nhất chi đẹp để quý giá trâm cài thượng một đóa tử thúy ngọc điêu thành phù dung hoa chính hồng lấy máu. Dạ thiên thần thanh âm lạnh lẽo kỳ quái, nghe không ra một tia cảm xúc đến. Hắn lạnh lùng nói. Cô đáp ứng quá, như ngươi mong muốn. Chương 12 Mượn rượu tiêu sầu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com dạ thiên thần nhìn kỹ nhược tình kia đà hồng túy nhan, mê ly hạnh mâu thời gian dần dần ở trong đầu hồi tưởng đêm qua thiên thần điện nội huân an thần hương hắn lại cảm thấy trong lòng cũng không một chút an ổn chi ý buông trong tay tấu chương dạ thiên thần lùi ra sau dựa vào ỷ ở trên long ỷ cảm thấy hiện thời ban này đại thần vũ phát vô năng này sổ con hắn qua lại nhìn tam lần lại cảm thấy trên đây lời nhận thức khả ngay cả đứng lên lại một chút cũng không thấy biết. Có lẽ là căn bản xem không đi vào. Dạ thiên thần quốc táo đem tử đàn bàn gỗ án thượng sở hữu sổ con đều ném tới trên đất đi, lạnh giọng hô. Tô Toàn Luôn luôn hầu hạ ở bên cạnh Tô Toàn trong lòng chấn động, lập tức đáp. Ai, nô tài ở chỗ này, vương có gì phân phó? Hôm nay bên kia, có thể có hà động tỉnh. Dạ thiên thần làm theo phép mặt không biểu cảm hỏi. Kỷ Nhược Dư cùng Kỷ Nhược Tình là kỷ quốc hoàng thất hậu đại, lại lòng dạ khó lường ở tại của hắn hoàng cung trung, đương nhiên phải đã khởi 12 phút tinh thần đối đãi mỗi ngày đều phải cẩn thận lưu ý hai người bọn họ hướng đi. Nếu không phải vì lấy đến Kỷ Nhược Dư tàn ở trong tay cuối cùng một lá bài tẩy, hắn cũng sẽ không thể trang mô tác dạng thu lưu Kỷ Nhược Dư, cũng hứa hẹn giúp Kỷ Nhược Dư đánh hạ hạo quốc, trả lại hắn kỷ quốc tranh giới. A, à, hắn đương nhiên là muốn nhất thống núi sông. Kỷ Quốc, Hạo Quốc, chung đem hết thảy ở trong tay hắn bị giết. Tô toàn cúi đầu, tất cung tất kính đáp. Khởi bẩm vương thượng, hôm nay tiêm vân điện hết thảy như thường. Dạ thiên thần vỗ về long bào cổ tay áo nếp nhăn, giống như lơ đảng hỏi, kỷ nhược tình khả an phận. Tô toàn hoàn toàn không hiểu dạ thiên thần tâm tư, chỉ gật đầu nói. Khởi bẩm vương thượng, kỷ mỹ nhân nhưng là cực an phận, nghe nói ở trong điện ăn nho uy tước nhi một chút dư thừa động tác nhỏ đều vô a à, nàng nhưng là tâm đại dạ thiên thần thái dương mơ hồ lộ ra gân xanh bạo khởi lạnh giọng hỏi lại có thể có người đến thám thính tân tiến mỹ người có tên sách hôm qua kia tham mộ hư vinh nữ nhân nói cứng liền nhẹ bỗng trời đi sau dạ thiên thần tức giận đến một đêm không ngủ an ổn theo không có người ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo cò kè mặt cả không cho nàng kia tử thúy ngọc trâm cài sẽ lại không thị tẩm A. À, cũng không biết là ai cả ngày tha thiết mong ngóng trong thị tẩm, quấn quyết lấy hắn không biết xấu hổ muốn. Dạ thiên thần càng muốn, càng cảm thấy trong lòng ngực phẫn quất không chịu nổi, cho nên hôm nay sáng sớm sau chuyện thứ nhất, dạ thiên thần liền nhường tô toàn an bày một đám mỹ nhân tiến cung. Đã này trên đời này nữ tử đều không người theo kịp kia không biết tốt xấu nữ nhân mỹ mạo, kia hắn cũng chỉ có thể nhường tô toàn an bày mỹ nhân càng nhiều càng tốt là nên làm cho nàng nhìn một cái cuối cùng rốt cuộc như thế nào phụng dưỡng quân vương lại vẫn dám hết mũi lên mặt hắn đưa nàng đậu tương lớn nhỏ tử thúy ngọc đều đã là rất lớn ban ân nàng nên cảm động đến rơi nước mắt mới là a à, lại vẫn chưa thỏa mãn còn dám làm cho hắn đi tìm bên cạnh nữ nhân hắn nhất định phải nàng khóc cầu hắn hối hận không kịp tô toàn lời nói đem đắm chìm ở đầy ngập phẫn nộ lý dạ thiên thần kéo xuất ra khởi bẩm vương thượng kỷ nhược dư khiển người đến thám thính tân tiến mỹ người có tên sách nô tài đã ấn ngài phân phó đằng sau một phần cho hắn dạ thiên thần nhíu mày hừ nhẹ một tiếng kia nàng cái gì phản ứng kỷ nhược dư thần sắc như thường cầm danh sách chuẩn bị kia tiểu cung nữ liền đi không thấy bất cứ cái gì phản ứng tô toàn một năm một mười hồi đáp phanh Dạ thiên thần trong tay để khắp ti men truyền chi liên văn cầu thức hương huân lên tiếng trả lời rơi xuống đất, nền ở ngọc thạch trên nền gạch, ở lớn như vậy trống trải thiên thần điện có vẻ phá lệ chói tai. Dạ thiên thần trong thanh âm phản phất xen lẫn vô tận gió lạnh lạnh thấu xương. Cô nói là nàng. Tô Toàn vuốt đầu vi hơi run sợ một lát, này mới hiểu được dạ thiên thần nói được như vậy mịt mờ, nàng chỉ là ai. Đến cái chui này tuổi, Tô Toàn người này tinh nhi lập tức dơ dơ lên phất trần, Cúi đầu khom lưng nói. Vương chờ một lát, nô tài cái này kêu là người đi hỏi thăm. Nói được hắn giống như thật muốn biết dường như. Dạ Thiên thần thật lâu sau mới từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, mạng không quan tâm tiếp nhận Tô Toàn theo trên đất nhặt lên tấu chương, tùy ý lật xem lên. Tiêm Vân điện tin tức tới rất nhanh. Kỷ Nhược Tình nâng Tân tiếng mỹ người có tên sách ở uống rượu, mượn rượu tiêu sầu. Nàng uống lên vẻn vẹn một vò rượu đào hoa túy bất tỉnh nhân sự trung. Nghe thế tin tức, đang ở làm bộ phê duyệt tấu chương dạ thiên thần khóe môi vi không thể sát ngoé một cái, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh thư sướng. a à, nữ nhân, nói không muốn thị tẩm chính là ngươi, nhưng cô đi tìm nữ nhân khác chính là ngươi, hiện tại túy đắc tượng điều cẩu nhân, cũng là ngươi. Không biết vì sao, dạ thiên thần rất có loại đại cừu báo cảm giác, liền ngay cả luôn luôn xem không đi vào tấu chương thượng lời thuận mắt rất nhiều. Đêm nay, biết được kỹ nhược tình phản ứng sau, hắn một hơi phê duyệt hai cái canh giờ tấu chương, phản thấy thần thanh khí sản. Hôm sau chạng vạn. Dạ thiên thần xử lý hoàng trong triều chính vụ sau, chiếu lệ thường nghe tô toàn hội báo tiêm vân điện hướng đi. Nhân tin dường như tô toàn cường điệu hội báo kỹ nhược tình tình trạng. Kỹ mỹ nhân khuôn mặt u sầu không triển, vừa muốn bán đàn rượu đào hoa, chính uống đâu. Dạ thiên thần đột nhiên theo trên long ỷ đứng lên, đi nhanh hướng ra ngoài, nguyệt sắc dệt lụa hoa vân long văn áo choàng một góc ở không trung phân ra lạnh thấu xương hàng ý. Tô Toàn phản ứng đi lại, lập tức vất trần một tá, tim tế tiếng nói hô, người tới. Bãi giá tim vân điện. Đằng trước dạ thiên thần bỗng nhiên bước chân một chút, sợ tới mức Tô Toàn cho rằng bản thân thiện làm chủ trương, lại nghe dạ thiên thần bình tĩnh cổ họng nói. Tô Toàn, ngươi khiển người đi bảo khố, đem cô mẫu hậu kia chi tử thúy ngọc trâm cài mang tới ký nàng như vậy muốn hắn liền làm cho nàng coi trộn một chút chẳng qua nhiều lắm cho nàng xem vài lần hắn đã đem trâm cài thu hồi đi coi như đậu tiểu miêu tiểu cẩu chơi đùa thôi vì thế liền có hiện tại kỷ nhược tình dơ trâm cài tả xem hữu xem yêu thích không buông tay quan cảnh trâm cài thượng kia tử thúy ngọc điêu thành phù dung hoa lóa mắt chói mắt ánh ánh đến vũ phát hồng lấy máu dường như Tinh mỹ tuyệt luân, chiếu vào kỷ nhược tình thủy trong suốt giống như trong con ngươi, giống nhất đám nghiêng chính vượng tiểu ngọn lửa, sáng lấp lánh lại hồng sáng sáng. Dạ Thiên thần bàn tay to vung lên, tính toán lấy đi trong tay nàng trâm cài. Nói như nàng mong muốn, cho nên vừa mới liền cho nàng này trâm cài. Nhưng là quân vương Ân Sủng từ trước đến nay là muốn thu liền thu, cho nên hắn hiện tại muốn thu đã trở lại. Chẳng qua, kỷ nhược tình vậy mà thủ chợt lóe tránh thoát Dạ Thiên thần thủ. Nàng nộn hành dường như đầu ngón tay gắt gao nắm chặt kia chi trâm cài, con ngươi sáng lấp lánh phản phất chiếm được hiếm có trân bảo dường như, miệng nhịn không được a cười, nhìn lên đó là uống được phân say. Dạ Thiên thần không có cách, đành phải nâng tay đứng vững nàng trơn bóng trắng nõn ngạch gian, tay kia thì đi đoạt trong tay nàng trâm cài, đem trâm cài trả lại cho cô. Không trả không trả sẽ không còn, kỹ nhược tình rầm rì đem trâm cài phản thủ tàn đến phía sau nhưng toàn bộ thân mình lại mềm nhũng hướng dạ thiên thần trong lòng tài đi. Vừa đúng dạ thiên thần thủ đỉnh cái trán của nàng, cho nên nàng tài không đi xuống, nhưng toàn thân sức nặng đều áp đến dạ thiên thần trên tay. Dạ thiên thần sắc mặt khó coi sắp dọc xuất thủy đến, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỹ. Như. Tình. Nhĩ hảo sinh đứng. Mau đem trâm cài trả lại cho cô. Kỷ nhược tình ngốc hề hề cười, hướng dạ thiên thần thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, lại đem trâm cài nhét vào trong lòng, mắt say lờ đờ như tơ nói. Không cần thôi ta. Ta không có khí lực thôi. Nói xong, dạ thiên thần chỉ cảm thấy thân thể của nàng tử càng mềm nhũng. Nếu không phải là hắn bị bắt đưa tay ôm của nàng thắt lưng lời nói, này xuẩn nữ nhân tuyệt đối hội đặt mông ném tới trên đất đi, thuận tiện xuất nát kia bảo bối trâm cài. Kỷ nhược tình. Ngươi mau đem trâm cài trả lại cho cô như lại không còn, đừng trách cô không khách khí. Dạ thiên thần xem nhẹ thủ hạ ôn nhuyễn xúc giác, còn có kia mềm nhũng lại không doanh nắm chặt eo nhỏ, còn có kia phát mũi thấm nhân trên người nàng hoa đào hương. Hắn hiện tại chỉ quan tâm kia trâm cài an nguy. Như làm hỏng rồi, hắn tuyệt đối muốn kỷ nhược tình cả nhà chôn cùng. Kỷ nhược tình tỉnh tỉnh mê mê nâng lên con ngươi, đại mà lượng hạnh trong mắt đột nhiên trở nên ướt sủng, chứa đầy nước mắt. Nàng nâng kia trâm cài, trắng non mềm mặt cười dáng kia đóa phù dung hoa, than thở khóc lóc nói chuyện. Ta, ta liền là thích nó thôi. Ngươi, ngươi liền không thể đem nó tặng cho ta thôi. Nó thế nào đẹp mắt như vậy a o o o. Đẹp mắt về đẹp mắt, khóc là chuyện gì xảy ra nhi. Dạ thiên thần mặt đã hắc kỳ quái, cả người quanh quẩn lạnh thấu xương hàng khí, màu sắc càng như vạn năm sông băng, lạnh có thể đem người đông lại nhưng cố tình say rượu kỹ nhược tình căn bản phát hiện không đến, như cũ một mặt đà hồng mắt say lờ đờ như tơ nâng trâm cài, bảo bối dường như ngây ngô cười, cả người nóng cháy, phản phất có thể hòa tan hết thảy sông băng hàng lưu. Hảo, cô tạm thời đưa ngươi. Nhưng nếu như ngươi là dám hư hao một chút ít, cô muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Dạ thiên thần mày kiếm nhăn tử nhanh, sẵn giọng tàn khốc cảnh cáo nói. Anh 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 ngươi thật hung dữ. Kỷ nhược tình đột nhiên đầu phiến diện, trực tiếp vùi vào dạ thiên thần trong lòng, dùng tiểu quyền quyền chù y của hắn ngực. Dạ thiên thần. Kỳ thực hắn còn có thể lại hung một điểm. Chương 13 Nửa đêm lẻn vào Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lại là một đêm phong nguyệt không cùng từ từ xuân ý, chút ảnh nhẹ lay động trướng sắc nùng. Dạ thiên thần khắp dưới thân nhuyễn thành một bãi thủy giường như eo nhỏ, nhật nhạt hoa đào hương phát mũi trong veo, kỹ nhược tình một đôi hạnh mâu lại đại lại lượng, thấm thủy quang, mắt say lờ đờ mị như tơ. Hoảng hốt nổi nổi chìm chìm giang, hắn phản phất cũng bị câu say. Trụ không say nhân, nhân tự túy. Nhân kỹ nhược tình say, càng là một đêm hoang đường nan miêu. Hôm sau sáng sớm, kỹ nhược tình xoa như cũ có chút nở đầu mơ mơ màng màng mở mắt buồn ngủ, ánh vào mi mắt là một trương hoàng mỹ đến không thể soi mói khuôn mặt tuấn tú mày kiếm anh tuấn lông mi mật dài ngay thẳng mũi môi mỏng hình dáng góc cạnh rõ ràng đang cùng nàng đối diện con ngươi là một mảnh nùng hóa không ra hắt kỷ nhược tình phản ứng đầu tiên soái ca ngươi ai chờ đầu óc thanh tĩnh một chút sau nàng sợ tới mức trực tiếp theo trên giường ngồi dậy này này không phải là bạo quân dạ thiên thần sao này vẫn là kỷ nhược tình lần đầu tiên cùng người theo đồng trên một cái giường tỉnh lại, mà người này cư nhiên là dạ thiên thần. Này lần đầu tiên thể nghiệm có thể nói là hỏng bét xuyên thấu. Đêm qua hoang đường trí nhớ phá thành mảnh nhỏ nảy lên trong ốc, kỷ nhược tình đã không nhớ được hoàn chỉnh đoạn ngắn, chỉ cảm thấy... Dạ người! Bắt đầu đùa giỡn một chút rượu điên cũng không sao, tốt xấu chiếm được cái bảo bối, về sau nói không chừng có thể mang về hiện đại phát nhất bút tiền khả kia sao? Nàng còn tại phát cái gì điên? Nhào vào dạ thiên thần trong lòng nơi nơi sờ. Nếu chặt cổ áo hắn làm cho hắn nhanh chút thoát y thường. Ở của hắn bên tai cố ý hà hơi meo meo kêu. Còn quấn quyết lấy của hắn thắt lưng không cho hắn dừng lại. Hắn dừng lại nàng liền khóc. Thiên A, nàng này trương nét mặt già nua quả thực quan đến nhà bà ngoại. Kỷ nhược tình yên lặng khỏa nhanh của nàng tiểu trăng, hướng giường góc xó rụt lui nàng tưởng lẳng lặng, thật sự tưởng lẳng lặng. Cố tình dạ thiên thần không chịu buông quá nàng, trực tiếp bàn tay to nhất xả, đem trên người nàng cẩm khâm xả đến bên hông, lộ ra một mảnh tuyết cơ ngấy lý, đẹp không gì sánh nổi. Dạ thiên thần mị mị con ngươi, tầm mắt xẹt qua nàng bạch chói mắt da thịt, đáy mắt cũng xẹt qua nguy hiểm quan mang. Hắn mở miệng, cổ họng tự hồ có chút câm có chút mệt mỏi. Ngươi ở làm chi? Kỷ nhược tình rụt lui thân mình, Đem bản thân gắt gao ôm thành một đoàn. Thiếp suy nghĩ. Về sau không bao giờ nữa có thể uống rượu. Dạ thiên thần đánh giá nàng một lát, đạm vừa nói nói. Người đâu, bị rượu đào hoa, thu để lộ ra, trúc diệp thanh, kim hành lộ, trước khi bạch, hầu như những các tam đàn đưa đến tiêm vân điện. kỷ nhược tình. Mẹ nó, tối hôm qua ở trên giường còn gọi nàng tiểu bảo bối, mặc được quần sẽ không nhận thức khắp nơi đều muốn cùng nàng phản đến. Còn có thể thế nào đâu. Kỷ nhược tình căn cứ, ngươi vui vẻ là tốt rồi, nhân sinh tính điều, khóe môi tráng ra mặt cảm động cười. Thiếp tạ vương ban cho. Dạ thiên thần. a, à, ngoài miệng nói xong không cần, nói muốn thưởng của ngươi thời điểm lại cười đến vui vẻ như vậy. Quả nhiên là khẩu thị tâm phi lại tham mộ vinh hoa còn muốn ra vẻ dè giật sủng nữ nhân. Khi chi trâm cài. Dạ thiên thần như có đâm chiêu xem kỹ nhược tình, lại nhìn nhìn nàng tối hôm qua tử ôm không chịu buông tay bởi vậy đến nay còn bị nhanh nắm chặt trong tay nàng tử Thúy Ngọc Trâm. Nhất nghe thế cái, kỹ nhược tình lập tức khẩn trương hề hề đem tử Thúy Ngọc Trâm ôm đến trước ngực, một mặt cảnh giác xem dạ thiên thần. Đây chính là nàng hồi hiện đại phát gia trí phú bảo bối. Dạ thiên thần nguế một cái môi, mang theo rõ ràng châm chọc chi ý, ngươi yên tâm, tạm thời thả ngươi kia ngươi thả cẩn thận bảo quản, như tổn hại một chút ít, lấy mạng của ngươi đến bồi. Này dày đặt ngữ khí, không lưu tình chút nào mặc lời nói, kỹ nhược tình rụt lui cổ. Nàng có thể cảm giác được, dạ thiên thần không đùa, này bảo bối nàng nếu hư hao, hắn tuyệt đối hội chém của nàng. Bất quá! Nàng đương nhiên sẽ hảo hảo bảo quản, so với ai đều quý trọng trâm cài, dù sao đây là nàng muốn mang về bảo bối thôi. Hắc hắc! kỷ nhược tình vụng trộn xoa xoa nước miếng thế này mới làm bộ như khẩn trương hỏi tạm thời tạm thời là tới khi nào dạ thiên thần lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái ngươi phải làm sao cô càng rõ ràng kỷ nhược tình chột dạ cúi đầu dạ thiên thần ý ngoài lời nàng đương nhiên nghe minh bạch ý tứ liền là chân chính bạch nguyệt quan tìm được sau nàng giả mạo bạch nguyệt quan thân phận bị vạch trần này trâm cài phải ngoan ngoãn trả lại hắn a à, tuyệt không có khả năng. Đến trong tay nàng bảo bối tuyệt đối không có hoàn trả đi đạo lý. Bất quá may mắn khoảng cách dạ thiên thần tìm được chân chính bạch nguyệt quan còn có một đoạn thời gian, nàng còn có thể hảo hảo mưu hoa một phen. Càng muốn phát sầu mưu hoa, là buổi tối như thế nào vụn trộn lưu tiếng kỹ nhược dư tẩm điện nội, đến của hắn bên giường đi soát y thuật điểm. Nếu của nàng y thuật điểm không có 100, khi nàng liền tính ôm lại đáng giá bảo bối, cũng hồi không xong hiện đại chỉ có thể bị hệ thống tàn nhẫn gạt bỏ dạ thiên thần đi rồi kỷ nhược tình phát sầu ỷ ở hành lang hạ mỹ nhân sang bên mặt ủ mày trao, than thở ngươi làm rất khá vì sao thở dài kỷ nhược dư lành lạnh thiếu niên âm đột nhiên ở sau người vang lên kỷ nhược tình quay đầu nhìn đến kỷ nhược dư một bộ bạch y nổi bật lên mặt như quan ngọc thân như chi lan ngọc thụ màu sắc một mảnh ôn nhu thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt Kỷ nhược tình giật giật khóe miệng, tiếp tục nâng của nàng bảo bối trâm cài phát ra sầu. Kỷ nhược dư ánh mắt xẹt qua kia chi tử thúy ngọc trâm cài, cười khẽ một tiếng. Này trâm cài! Là cái bảo bối, hắn nhưng lại bỏ được cho ngươi. Kỷ nhược tình vội vàng đem kia trâm cài nắm được thật chặt, cảnh giác xem kỷ nhược dư. Hắn nên sẽ không muốn cướp đi của nàng này trâm cài đi. Sĩ khả sát không thể nhục, ai thưởng nàng bảo bối chính là cậu. Kỷ nhược dư suy cười một tiếng, tự hồ xem hiểu kỷ nhược tình kiên kỵ, chẳng hề để ý nói. Ngươi yên tâm, ngươi càng quý giá gì đó đã ở trong tay ta trung, này trâm cài. Ta không cần của ngươi. Kỷ nhược tình lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại càng sáng chút. Nguyên lai nàng đặt ở kỷ nhược dư kia bảo baby này trâm cài còn đáng giá. Khi nàng nhất định phải tưởng tẩn biện pháp làm đã trở lại. Kỷ nhược dư nhìn nàng kia tham tài tính kế mà xoay vòng lưu chuyển mắt to, đáy mắt toát ra thần sắc bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem dấu ở tay áo trong túi giấy dầu bao đem ra. Hôm nay ra cung một chuyến, mang cho ngươi chút mức táo tô. Kỷ nhược dư đem kia giấy dầu bao đặt ở liêm bàn thượng, đây là kỷ nhược tình hồi nhỏ yêu nhất ăn điểm tâm chi nhất. Hoặc là nói, này trên đời này liền không có kỷ nhược tình không thích ăn điểm tâm. Kỷ nhược dư như nhìn nhà mình muội muội kia rõ ràng sáng không ít hạnh mâu, còn có khóe miệng nàng ức chế không được ý cười, tất cả bất đắc dĩ. Tham mộ hư vinh, lại hết ăn lại nằm, dáng vẻ kịch cẩm, lại nuông chiều từ bé, ngực vô trí lớn, lại ánh mắt thiển cận, thật không biết kỷ quốc hoàng thất như thế nào ra như vậy ngu xuẩn, nhưng lại hay là hắn thân muội muội. Khả nàng cố tình lại ngày thường như vậy kinh người mỹ mạo, nhưng lại thành hắn bên ngoài hiện ở trong tay duy nhất đem ra được dựa vào, thật sự là châm chọc. Liền bởi vì này giống như, hắn không thể không ngẫu nhiên cho nàng tốt hơn chỗ, rất dỗ nàng. Hôm nay dạ thiên thần chưa khai triều hội, ngươi làm được vô cùng tốt. Kỷ nhược dư nâng tay sờ sờ chính cắn bức táo tô cắn cực hoang kỷ nhược tình đầu, như là ở khích lệ hắn dưỡng nhất con chó nhỏ. Kỷ nhược tình ăn mức táo tô động tác không ngừng, trong lòng lại trợn trừng mắt. Kỷ nhược dư đây là ở vui vẻ, dạ thiên thần thành, từ đây quân vương không lâm triều, hôn quân sao. Khi hắn chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì dạ thiên thần đã sớm biết được nàng không phải là của hắn Bạch Nguyệt Quang, làm sao có thể bởi vì nàng không ra hướng hội đâu. Dạ thiên thần chỉ là có khác tính toán quỷ kế thôi. Của nàng ngốc ca a, bất quá nàng là sẽ không nói cho Kỷ nhược dư. Bởi vì này bản trong tiểu thuyết các quốc gia quyền lực đấu tranh, cùng nàng không có quan hệ. Nàng cũng không muốn bị liên lụy đi vào. Nàng thầm nghĩ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mang theo bảo bối sớm ngày hồi hiện đại. Ban đêm, Kỷ Nhược Tình cuối cùng nghĩ tới một cái thập phần tốt biện pháp, lưu nhập Kỷ Nhược Dư tẩm điện. Nàng ban ngày ở Tiêm Vân điện nội nhàn chuyển thời điểm, phát hiện Kỷ Nhược Dư tẩm điện tây sườn có cái bán khai cửa sổ vũ, vừa vặn phía dưới là bán nhân cao bồn hoa. Nàng du phí chút khí lực trèo lên đi nhưng nhảy vào kỹ nhược dư tẩm điện cũng là cực dễ dàng. Cho nên nàng tìm cái lấy cớ nói là xem không vừa mắt bản thân tẩm điện một cái tử đàn ám bát tiên tủ đứng, phi đưa đến kỹ nhược dư tẩm điện bên trong, vừa vặn đặt ở kia phiến cửa sổ vũ một bên. Tuy rằng lấy cớ này thập phần sức sẹo, nhưng lo lắng phục quốc đại sự kỹ nhược dư lại khởi hội để ý như vậy chi tiết nhỏ, tự nhiên là tùy theo nàng ép buộc thôi. Như thế như vậy, Kỷ nhược tình liền vì bản thân vụn trộn lưu tiếng kỷ nhược dư tẩm điện làm tốt sở hữu tính toán. Đến mức nàng như thế nào ra tẩm điện sao? Tự nhiên là cũng dùng đồng dạng biện pháp, thải trong điện hắt nước sơn mạ vàng long rương thức quỷ, đi cửa sổ vũ nhảy ra đi, sau đó lại rón ra rón rén vòng quá ngoài điện gác đêm cung nhân, phiên vào kỷ nhược dư tẩm điện nội. Hết thảy đều ấn của nàng kế hoạch thập phần thuận lợi. Chỉ là làm nàng dè dặt cẩn trọng mang theo kia bản, thiên kim phương, đi đến kỹ nhược dư bên giường khi, vừa ngồi sổng xuống đem kia thư cử quá mức đỉnh một nửa, chợt nghe đến lành lạnh mang theo nửa phần trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. muội muội ngươi đang làm cái gì? Chương 14 Không nên là nàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bóng đêm dày đặt lại vắng lặng, này trống trải trong điện, huân hương cũng cực lãnh liệt. Kỷ Nhược Tình chỉ cảm thấy gió đêm xen lẫn vô tận hàng ý lẫm lẫm mà qua, quát trên người nàng đều nổi lên một thân tinh mịn nổi da gà. Kỷ Nhược dư thanh âm phản phất một tiếng kinh lôi, mặc dù cực kỳ đắm chìm, lại như trước ở nàng đỉnh đầu phá nát thông thường, đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Chỉ là hắn sau khi nói xong, đầy phòng lại về làm một phiến yên tĩnh, Kỷ Nhược Tình thậm chí cảm thấy có thể nghe được bản thân trái tim bị cả kinh bang bang thẳng khiêu thanh âm nàng vốn liền có tật giật mình lúc này càng là cảm thấy nhân dọa người hù chết cá nhân nàng vội vội vàng vàng đem thiên kim phương tàn đến phía sau chiến thanh âm đức quảng nói ta ta ngủ không được cho nên xuất ra đi một chút tảng tảng bộ ân ừ. này đại khái là cái tốt lắm lý do hy vọng kỷ nhược dư có thể dễ dàng buông tha nàng kỷ nhược dư trầm mặt một lát sau đó tiếng nói lành lạnh mở miệng nói cho nên ngươi muốn cùng ta ngủ ngữ không sợ hãi nhân tử không nghĩ kỷ nhược tình bị hắn những lời này cả kinh đặc mông ngã ngồi dưới đất may mắn điếm nhung đứng tuyết hoàng tiểu đoàn hoa thảm bằng không nàng vừa muốn nghe răng trợn mắt nhu mông không nghĩ tới kỷ nhược như vậy mà biến thái đến như vậy hoàn cảnh hắn hắn có thể nào dễ dàng đối thân muội muội nói ra loại lời nói này Kỷ Nhược Tình hiện tại, thầm nghĩ trốn, rời xa đáng chết, biến, thái. Nhưng mà Kỷ Nhược Tình lại không biết, chỉ là nàng một người tưởng nhiều lắm mà thôi. Kỷ Nhược Dư hoàn toàn không cảm thấy những lời này có bất cứ cái gì nghĩa khác, thậm chí lâm vào hồi nhỏ nhớ lại. Khi đó, Kỷ Nhược Dư mới 9 tuổi, mà Kỷ Nhược Tình vẫn là cái 3 tuổi tiểu gạo nếp nắm, bạch bạch nhuyễn nhuyễn lại bám người được ngay. Lúc nào cũng khắc khắc đều phải cùng sau lưng Kỷ Nhược Dư làm điều đuôi nhỏ. Khi đó, Kỷ Nhược Tình luôn là vương trắng non mềm tay nhỏ bé, nắm bắt Kỷ Nhược Dư góc áo, nải thanh nải khí ngọt nhu nhu hỏi. Ca ca vì sao các nàng đều có mẫu phi mang theo ngủ, nhưng là Tình Tình không có nha. Ca ca Tình Tình muốn mẫu hậu, ca ca dưới sàn có hắc hắc gì đó, Tình Tình sợ hãi. Tình Tình không cần một người ngủ ô ô ô. Khi đó, bạch bạch nhuyễn nhuyễn gạo nếp nắm tổng có sợ hãi gắt gao nắm mắt của hắn góc áo ngọc lưu ly sắc con ngươi tựa như thế gian tối trong suốt trân quý đá quý bất nhiễm hạt bụi nhỏ vọng tiếng trái tim hắn cực kỳ giống của hắn mẫu hậu thế gian này ôm nhu nhất cũng tối lòng dạ ác độc nữ tử khi đó kỷ nhược dư chỉ cần xem một cái muội muội ánh mắt liền sẽ mềm lòng kỳ quái cho dù là muốn thiên thượng ánh trăng cũng nguyện ý cho nàng hái đi lại thế nào bỏ được nàng sợ hãi nàng nhỏ như vậy tiểu nhân một đoàn, ngọc tuyết đáng yêu, băng tuyết thông minh, lại trước giờ đều chưa thấy qua bản thân thân sinh mẫu thân, không chỉ có là kỹ nhược dư, trong cung những người khác đối nàng cũng là nhất đẳng nhất sủng nịch, vô luận nàng hướng ai đề thế nào yêu cầu, đều là miệng đầy đáp ứng. Kỹ nhược dư cũng là, chưa bao giờ cự tuyệt quá nàng. Cho nên khi đó, nàng luôn là muốn đồng kỷ nhược dư ngủ ở một chỗ, bằng không liền ngủ không an ổn, mở to mắt to ngồi trên cả một đêm, Vô luận cung nữ thái giám nhóm thế nào khuyên cũng không chợp mắt. Có thể là trong cung quá lớn, khả chỉ có kỷ nhược dư cùng nàng, mới có máu ngủ tình thâm ràng buộc. Chỉ có kỷ nhược dư ôm của nàng thời điểm, nàng tài năng an nghỉ, nhắm mắt lại liền một đêm ngủ đến hừng đông, phát ra trong veo tiếng hít thở, có đôi khi thậm chí còn sâu hơn tới phát ra hạnh phúc tiếng ấy, nho nhỏ, điền kỷ nhược dư trong lòng tràn đầy. Nhìn nàng thơm ngọt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn vũ sau nhăn thành một đoàn kỷ nhược dư luôn là nhịn không được khóe môi hơi hơi ôm lấy nhất câu đó là cả một đêm chỉ là sau này nhớ lại đột nhiên bị ngạnh sinh sinh đánh gãy bởi vì kỷ nhược dư phát hiện trước mắt này nhiễu nhân thanh mộng đáng ghét tin cư nhiên lặng lẽ đứng lên rón ra rón rén hướng tẩm điện ngoại đi đứng lại kỷ nhược dư ra tiếng nói tiếng nói lãnh liệt xa cách cùng hắn giữa hồi ức cái kia thủy chung ôm nhu thủ hộ muội muội huynh trưởng khắc hẳn bất đồng. Kỷ nhược tình bước chân một chút, thân thể bản năng không dám đi về phía trước, cũng không dám quay đầu. Cầm trong tay cái gì? Kỷ nhược dư ngữ khí hơi hướng lên trên dương, ánh mắt lợi hại phát hiện kỷ nhược tình cầm trong tay kia bản, thiên kim phương. Kỷ nhược tình chạy nhanh đem thiên kim phương hướng trong lòng nhất tắc, không? Không có gì như vậy bảo bối gì đó nếu như bị kỷ nhược dư phát hiện khẳng định vừa muốn thưởng của nàng thật sự là hoài bích có tội a à. kỷ nhược dư đấy mắt xẹt qua một chút suy ý nhìn kỷ nhược tình này thần dữ của hẹp hòi bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết hắn thật sự không nghĩ ra kỷ nhược tình rõ ràng là từ nhỏ ở trong hoàng cung ngàn kiều trăm sủng lớn lên bất kể là phụ hoàng vẫn là phi tầng nhóm đều đối nàng ngoan ngoãn phục tùng cái gì quý báu trang sức trân quý chất liệu chưa cho quá nàng khả nàng càng dài đại lại càng là tham mộ hư vinh, lại cực keo kiệt hẹp hòi. Thật sự là bị làm hư. Ai? Không dùng sủng. Chẳng giống hiện tại như vậy thường thường hung nhất hung nàng, ngược lại nghe lời hơn. Tỷ như hiện tại, nàng hơi hơi cúi đầu lui thành một đoàn đứng ở đàn kia, liền có vẻ thập phần thuận mắt thả lanh lợi, hắn thật thích. Chỉ là so với hắn thích nhất hồi nhỏ nàng, tự hồ còn kém một chút cái gì? Là cái gì đâu? Kỷ nhược dư hiếp lại con ngươi, đáy mắt một mảnh gió mát hắt, xen lẫn thật sâu suy tư chi ý. Kỷ nhược tình trả gan lặng lẽ nhìn thoáng qua kỷ nhược dư, hắn ngồi ở kia, một thân đều biến mất ở trong bóng tối, trên mặt biểu cảm đều mơ hồ thật sự. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vũ lọc vào tẩm điện bên trong, vừa đúng dừng ở bọn họ hai người trong lúc đó đất thượng, phản phất họa xuất một đạo nhật nhạt ngân hà, sáng trong ngân quan đổ xuống trong đó. Mà nàng cùng hắn, cắt ở một bên. Ca. Ca ca, không. Không có chuyện gì ta đi trước. Kỷ nhược tình thật túng rụt lui cổ, giống làm chỉ chim cút, đem đầu mai trên mặt đất đào tẩu cái loại này. Thuận tiện nàng còn ghét bỏ một chút tự bản thân sao túng bộ dáng. Thật không biết tự bản thân cụ thân thể cuối cùng rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Kỷ nhược tình. Kỷ nhược dư đột nhiên ra tiếng kêu ở nàng, ngữ khí ẩn ẩn, nghe qua rất là hù nhân. Ở. Ừ. Kỷ Nhược Tình cả người nổi lên cái giật mình, lập tức đứng thẳng thân mình, đứng quân tư cái loại này thẳng. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện tự bản thân sao đứng có chút không ổn, may mắn ban đêm hát, Kỷ Nhược Dư đánh giá cũng thấy không rõ nàng. Người đã thành niên, biết được lễ nghĩa liêm sĩ, có thể nào đồng thân huynh trưởng cùng nhau ngủ? Kỷ Nhược Dư chậm rì rì mở miệng, trong giọng nói mang theo thập phần bất đắc dĩ cùng hèn mọn rất ghét bỏ Kỷ Nhược Tình một phen tự hồ cảm thấy nàng ký không hiểu chuyện lại không biết xấu hổ kỷ nhược tình nàng cuối cùng rốt cuộc thế nào bất động lễ nghĩa liêm sĩ cuối cùng rốt cuộc khi nào thì nói qua muốn cùng hắn một chỗ ngủ tối nay việc ta không hy vọng lại nhìn đến lần thứ hai kỷ nhược dư chậm rãi tiếp tục nói kỷ nhược tình kia thật đúng ngượng ngùng vì của nàng y thuật điểm chuyện như vậy về sau sẽ thường xuyên phát sinh Bất quá kỹ Nhược Tình trong lòng tuy rằng như vậy vừa, ngoài miệng lại lập tức phụ họa nói, không dám không dám, thuận thế lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra Kỹ Nhược Dư tẩm điện. Đêm nay, thật sự là quá mất quên đi. Kỹ Nhược Tình tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra, rõ ràng của nàng động tác như vậy kinh, Kỹ Nhược Dư cuối cùng rốt cuộc là thế nào tỉnh. Ở không nghĩ minh bạch này mấu chốt điểm phía trước, Kỹ Nhược Tình không dám hành động thiếu suy nghĩ bằng không lần sau lại bị Kỷ nhược dư phát hiện, nàng nên thế nào giải thích. Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn cùng ca ca cùng nhau ngủ. Khi nàng khả năng không thấy được ngày thứ hai thái dương. Không thể soát y thuật điểm, lại vô bên cạnh chuyện có thể làm, Kỷ nhược tình liền chỉ có thể như vậy hỗn ăn chờ chết lẫn vào ngày, mỗi ngày bị Kỷ nhược dư bên tai đóa biên nhắc tới một phen, làm cho nàng tìm cơ hội đi thị tẩm lỗ tai thâm chịu độc hại trình độ đại để chính là tuổi đến về sau nhất ở nhà nhàn rỗi đã bị ba mẹ thúc giục thế nào còn không ra thân cận tìm đối tượng thế nào còn mỗi ngày ngoạn di động đánh trò chơi trình độ không sai biệt lắm. Kỷ nhược tình không có trải qua người sau, bởi vì nàng là cô nhi viện lớn lên, không có ba mẹ. Nhưng nàng cũng đã vô cùng thuần thục học hội đối kỷ nhược dư như lời nói tả nhĩ tiếng hữu nhĩ ra, làm làm cái gì đều không nghe thấy, vỗ vỗ lỗ tai tiếp tục ăn điểm tâm. Chẳng qua nàng có thể xem nhẹ kỹ nhược dư như lời nói, lại xem nhẹ không xong hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống Len Ken Chúc mừng ngài đạt được lâm thời nhiệm vụ, ngăn cản đêm nay Ngọc Mỹ Nhân thị tẩm. Đợi lát nữa. Ngọc Mỹ Nhân là ai? Thị tẩm lại là chuyện gì xảy ra nhi? Kỹ nhược tình khác chỉ tính tính, dạ thiên thần cái kia đại móng heo tử, giống như lần trước đi rồi về sau, có ba ngày cũng chưa triệu nàng thị tẩm bất quá cũng không triệu khác mỹ nhân thị tẩm. Kỷ nhược tình đêm này quy tội đại móng heo tử thân thể không được, cho nên muốn nghỉ ngơi hồi phục vài ngày. Dù sao mỗi ngày đều triệu mỹ nhân thị tẩm đó là cũng bị ép khô, cho dù là tiểu thuyết cũng muốn tuân thủ tân thời đại chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị quan. Nhưng là... Này nghỉ ngơi hồi phục tốt lắm liền lập tức đã quên nàng. Vậy mà triệu là gọi cái gì Ngọc Mỹ Nhân Thị Tẩm? Hệ thống vừa tuyên bố hoàn nhiệm vụ này, Kỷ Nhược Tình liền nhìn đến Kỷ Nhược Dư mặt trầm xuống sắc theo bên ngoài trở về. Khi xanh mét sắc mặt bỗng chốc khiến cho nàng cả người cảnh giác đứng lên. Quả nhiên, hắn ngọc trúc giống như thân hình đứng ở trước mặt nàng, che khuất đại phiến quan. Hôm nay hắn triệu mỹ nhân thị tẩm, triệu không phải là ngươi, Kỷ Nhược Tình. Vì sao cảm giác trong lời của hắn uẩn một cổ nồng đậm ưu thương, là so hôm nay hắn kết hôn tân nương không phải là ngươi còn muốn bi thương khổ sở cái loại này cảm xúc. Ta đã biết, ca ca. Kỷ nhược tình cúi đầu, làm bộ rất khổ sở bộ dáng. Ngọc Mỹ Nhân, danh gọi Tần Mài Ngọc, này phụ vì giả quốc uy mãnh đại tướng quân, này huynh vì giả thiên thần bên người thị vệ. Nàng tuy là thị thiếp sở ra, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài tình hơn người. Sao ngươi ôn nhu, sao ngươi tri lễ, sao ngươi tao nhã, sao ngươi nhàn thục. Kỷ nhược tình càng nghe càng cảm thấy một mặt nghi vấn hào. Của nàng thân ca A, à, đây là thân ca sao? Bất quá không quan hệ. Kỷ nhược dư nâng tay, khinh nắm kỷ nhược tình cầm, thật kiêu ngạo xem nàng bàn tay đại tuyệt mỹ dung nhan, ánh mắt khinh xẹt qua nàng mi vĩ kia tiên diễm chu sa trí. Ngươi so nàng Mỹ. Mỹ thập bội gấp trăm lần không thôi. Tối nay, nên ngươi đi thị tẩm, muội muội. Chương 15 Xuân tiêu một khắc. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Dạ Thiên Thần đã nhiều ngày tâm phản phất liệt hỏa phanh du, cực kỳ tra tấn khó chịu. Không thể không nói, hắn sở dĩ nguyện ý tiếp nhận Kỷ Nhược Dư huynh muội ở tại của hắn Hoàng cung bên trong, cũng hứa hẹn đợi cho thời cơ thành thục liền trợ Kỷ Nhược Dư giúp một tay, cộng đồng đánh hạ Hạo quốc cũng chia cắt này thành trì, Kỷ Nhược tình chiếm rất lớn một phần nhân tố. Bởi vì hắn cho rằng Kỷ Nhược tình là nàng không ai biết, làm kỹ nhược dư mang theo kỹ nhược tình xuất hiện tại của hắn hoàng cung ở ngoài thời điểm, nàng mặt mày tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ, nhất là mi vĩ kia một điểm chu sa chí ở dưới ánh mặt trời xa xa lại sáng quắc, kinh diễm cho hắn kém chút cầm trong tay xoay xoay ngọc ban chỉ rơi nát. Cũng không có nhân biết, chỉ là này liếc mắt một cái, hắn liền vì này trằn trọc không yên bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm, ngụ mị cầu chi. Chỉ là hắn không xác định, kỷ nhược tình cuối cùng rốt cuộc có phải là nàng khi khỏa chu sa chí vị trí cực kỳ giống nàng nhưng là kỷ nhược tình cũng không có xuất ra hắn cho nàng tính vật đến thả tự hồ nàng đã đem giữa bọn họ chuyện quên không còn một mảnh hắn khí giận nàng tự hồ hoàn toàn đã quên hắn cũng oán oán mấy năm nay phản phất chỉ có hắn hãm ở trong hồi ức mà nàng vẫn sống không chịu để tâm càng não Não nàng vì sao thành như bây giờ tập mọi cách khuyết điểm cho một thân nữ nhân, não bản thân vì sao không sớm chút xuất hiện tại nàng bên người. Các loại phức tạp cảm xúc, ở hắn chỉ cần nhớ tới lúc nàng thức dậy, liền dũng thượng trong lòng, dạo thành một đoàn tra tấn hắn. Vì thế, làm kỹ nhược dư đưa ra đem nàng làm mỹ nhân hiến cho hắn, lấy sữa kỹ quốc cùng dạ quốc chi hảo khi, hắn đáy lòng một mảnh rối loạn. Tuy rằng kỹ quốc đã chỉ còn lại có kỹ nhược dư cùng kỹ nhược tình hai người nhưng kỹ nhược tình nếu như thật là nàng, làm sao chỉ chống không lại thiên quân vạn mã. Đêm hôm đó, hắn là mở to mắt nhìn chầm chầm đỉnh đầu đằng tiêu long văn quá, suy tư vẻn vẹn một đêm. Ngày thứ hai, hắn ngồi ở đại điện trên ngôi báo, xem bọn họ huynh muội hai người đứng ở phía dưới, vân đạm phong kinh nói. Hảo! Đáy lòng hoảng loạn, chỉ có bị hắn tháp lòng bàn tay minh bạch. Nếu kỹ nhược tình lúc đó tuổi còn nhỏ, đem giữa bọn họ chuyện quên không còn một mảnh, kia hắn không trách nàng. Giả thiết kỹ nhược tình không coi trọng hắn đưa của nàng tính vật đem nó ném, kia cũng không quan hệ. Liền tính kỹ nhược tình tham mộ hư vinh, và mồm cải láo chế tạo, nuông chiều từ bé, kia cũng có thể nhịn. Chỉ cần kỹ nhược tình là nàng. Khả hắn vô pháp xác nhận, cho nên chỉ có thể thông qua làm cho nàng thị tẩm biện pháp đến xác nhận. Không thể không thừa nhận, đây là tối sức sẹo biện pháp. Kỳ thực, đến cuối cùng thời khắc, hắn như cũ ở do dự. Mong muốn như vậy tương tự mặt mày, kia phản phất điểm ở tại trong lòng chu sa trí. Hắn tự nói với mình, kỹ nhược tình là nàng. Hắn tìm nàng nhiều năm như vậy, đợi nàng nhiều năm như vậy, nàng không thể không là nàng. Tràn đầy ao ước dần dần châm của hắn dũng khí, hắn nguyện ý đổ, nếu tiền đặt cược là có thể thắng cho nàng. Đáng tiếc, phá tan trở ngại một khắc kia, hắn đã biết, kỹ nhược tình không phải là nàng. Hối hận, tiếc nuối, phẫn nộ, có thẹn các loại phức tạp cảm xúc dũng thượng trong lòng, ở của hắn đáy mắt cuồn cuộn thành một mảnh cuồng bạo hải, phản phất có thể hướng đi hết thảy. Trước mắt cái cô gái này, cũng dám lừa hắn. Cũng dám giả mạo thân phận của nàng lừa gạt hắn. Giờ khắc này, bạo ngược phẫn nộ thổi quét thế giới của hắn, hắn thầm nghĩ hung hăng tra tấn nàng, làm cho nàng nỉ non làm cho nàng cầu xin tha thứ làm cho nàng thống khổ làm cho nàng tuyệt vọng hắn không có bận tâm kỹ nhược tình khóc hừ kêu lên đau đớn thanh âm dù sao kỹ nhược tình cũng không phải nàng liền tính đau tử lại cùng hắn có quan hệ gì đâu hắn cũng không có bận tâm kỹ nhược tình nhân rất thô bạo mà đổ máu miệng vết thương dù sao kỹ nhược tình cũng không phải nàng liền tính nàng máu chảy thành sông hắn cũng sẽ không thể một chút nhíu mày hắn cứ như vậy ra tấn kỷ nhược tình cũng ra tấn bản thân mấy năm nay hắn luôn luôn tại thống khổ lý trầm luân chỉ có cùng của nàng nhớ lại mới là chiếu tiếng hắn hắc ám trong thế giới duy nhất nhất thúc quan nhưng là hắn tìm không thấy nàng thậm chí còn có kỷ nhược tình loại này ý xấu ác nữ nhân tới giả mạo nàng như vậy hắn liền kéo kỷ nhược tình cùng nhau ở thống khổ lý trầm luân đi thậm chí hắn muốn kỷ nhược tình so với hắn càng thống khổ ai bảo kỹ nhược tình nhường trong thế giới của hắn dấy lên một chút hy vọng, cuối cùng cũng là rơi vào càng hắc càng sâu vực sâu. Đáng tiếc, nàng đau chỉ là thân thể, hắn đau cũng là tâm. Bởi vì hắn phát hiện, thì tẩm sau ngày thứ hai, hắn nhưng lại tổng không tự chủ nhớ tới nàng. Nhớ tới kia mất hồn thực cốt tư vị, ước ác lại khít khao, một khắc kia, hắn cảm thấy đại để là làm thần tiên cũng không đồng ý đổi. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy theo trong khung thẳng hướng đến cùng đỉnh đều là một trận tê dại, cầm trong tay tấu chương thượng một đám tiểu tự thành con kiến loạn đi, phía dưới các đại thần nói chuyện thanh âm thành rùi bọ loạn ông. Vô luận làm cái gì, đều làm không tốt, chỉ là trong đầu hiện ra một vài bức kiều diễm tốt đẹp hình ảnh. Nhớ tới nàng rối tung ở sau người kia đầu như bột tóc đen, bị áp ở dưới thân uống lượng. Nhớ tới nàng doanh hơi nước hạnh mâu, lệ quan nhiều điểm, thở gấp hơi hơi, nước mắt nhi theo nàng khóe mắt chảy xuống, lại rơi xuống bạch ngọc dường như nhỉ khuếch đi lên. Nhớ tới nàng thon dài tuyết trắng cổ, cuộn mình oánh nhuận ngón chân, còn có kia hồng nhạt như hà hai mạc hoa mai. Khi một ngày, hắn không hề làm gì cả. Chỉ cảm thấy bụng chỗ thủy chung thiêu một đoàn hỏa, không chỗ thư giải, khó có thể miêu tả. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được, hoáng nàng đến thị tẩm. Rõ ràng chán ghét nàng, vừa vặn thể cảm thụ lại như vậy chân thật như vậy thực cốt tiêu hồn hắn ấn kỹ nhược tình mi vĩ chu sa trí không ngừng lừa bản thân coi nàng như thành thế thân đã lừa gạt thân thể của chính mình lại lừa bất quá bản thân tâm vài lần qua đi hắn không thể không thừa nhận một chuyện thực hắn đối kỹ nhược tình thượng nghiện đương nhiên chỉ là thân thể a à, thật sự là buồn cười Dạ thiên thần vì triệt để hủy diệt điều này buồn cười ý tưởng, hắn vài ngày cũng chưa triệu kỹ nhược tình thị tẩm. Càng buồn cười là, hắn tự hồ càng dễ dàng nhớ tới nàng. Nhớ tới của nàng mỗi một cái tư thế, mỗi một thanh cầu xin tha thứ, mỗi một cái đủ để khơi màu hắn sở hữu sôi nổi nháy mắt. Cuối cùng thật sự không có cách, tấu chương nhìn không được, ngược lại tâm tình vũ phát phiền chán, bên người hầu hạ cung nhân xem không vừa mắt dết vài cái, cũng chút không thể giảm bớt. Dạ thiên thần tự hỏi, là tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào nắm cái mũi đi, huống chi đó là kỹ nhược tình. Hắn làm sao có thể? Đối như vậy nữ nhân nghiện. Dạ thiên thần thay một thân y phục hàng ngày, ra cung, có lẽ. Chỉ là gần mấy ngày chính vụ bận rộn, lại mệt nhọc quá độ. Dạ thiên thần an ủi bản thân, cưỡi ngựa đến ngoài thành liễu bên hồ, nhìn trong nước ảnh ngược, mày kiếm ninh tử nhanh liễu trên hồ thuyền hoa phần đông, một vị trang điểm trả thù thanh lệ thuận mắt nữ tử nhô đầu ra, thanh âm dịu dàng nói. Công tử liệu có cái gì phiền lòng sự? Không bằng lên thuyền đến uống trảng tiểu rượu đồng khói nhẹ nói một chút. Dạ thiên thần tà nghệ nàng liếc mắt một cái, ghét bỏ xoay người bước đi. Ồn ào, ghê tẩm. Công tử là vì cảm tình việc mà não đi. Dạ thiên thần bước chân hơi ngừng lại. Ai, trên đời này nha, yêu biệt ly, cầu không được chuyện khó nhẹ thấy được nhiều lắm, công tử như trong lòng có khổ không người có thể đề cập, nhưng là có thể nói cùng ta nghe một chút, ta trí nhớ không tốt, ngài nói qua liền quên, xem như phát tiếp một phen. Dạ thiên thần quay đầu, lạnh lùng nhìn về nơi xa nàng. Không cần. Khó nhẹ ngẩn người, lại rất nhanh cười khẽ một tiếng, hòa dịu một phen không khí. Như công tử có cái gì bên cạnh phiền lòng sự cũng có thể nói một chút, dù sao công tử thoạt nhìn tuổi trẻ này giữa nam nữ chuyện nha định là không trải qua bao nhiêu chính là bởi vì không hiểu cho nên mới như vậy phạm sầu đâu dạ thiên thần lạnh lùng nhíu mày ngươi biết khó nhẹ lập tức hiểu ý chỉ huy thuyền hoa hướng bên bờ dựa vào trên mặt lộ vẽ ôm nhu lực tương tác mười phần cười công tử ngài cứ yên tâm đi khó nhẹ biết nhiều nha chắc chắn cho ngươi vừa lòng dạ thiên thần ghét bỏ nhìn nàng vài lần tránh đi nàng muốn đến phù tay hắn, bước đi thật nhanh vào thuyền hoa. Này nhất đãi đó là hai cái canh giờ. Theo thuyền hoa xuất ra sau, dạ thiên thần nhìn chân trời cuốn hỏa thiêu dường như ánh nắng chiều, khóe môi gợi lên một chút châm chọc ý cười. Hắn chưa từng như vậy hiểu biết quá chuyện giữa nam với nữ, cùng vị này khó nhẹ cô nương hàn huyên hai cái canh giờ, như thể hồ quán đỉnh thông thường, coi như đã hiểu rất nhiều. A, à, nữ nhân khó nhẹ nghe xong hắn khó có thể mở miệng đứt quản gặp được sau, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, hắn cố nén suy nghĩ muốn một đao đem nàng lao cổ xúc động, mới nghe nàng nói xong nói. Ha 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 ha, tiền công tử. Ngày này, ngày này con là không chạm qua nữ nhân, lần đầu tiên cảm thấy tươi mới, mới như vậy trí nhớ khắc sâu đâu. Các ngươi nam nhân nha, hưởng qua nữ nhân tư vị sau liền đã hiểu, chỉ cần có quá một hồi, về sau thường thường tưởng, ngày ngày tưởng, kia đều là bình thường đâu. Tiền công tử đã không thích hiện tại thị thiếp, liền không cần ở một thân cây thắt cổ đã chết. Ngài không bằng nhiều tìm vài cái thị thiếp. Ngài cùng với những cái khác cô nương thử lại thử, chuyện này nha, đều sắp xỉ. Này tư vị nha, đều giống nhau. Dạ thiên thần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như thế cái ý kiến hay, hắn thế nào không sớm một chút nghĩ đến đâu có lẽ là bởi vì vốn tính toán vì nàng thủ thân như ngọc đáng tiếc của hắn lần đầu tiên đã bị kỷ nhược tình cái kia vụng về không chịu nổi nữ nhân lừa đi rồi hắn nhất định phải làm cho nàng nợ máu trả bằng máu bất quá này đều không phải việc cấp bách việc cấp bách là giải quyết xong hắn cả ngày tâm thần không yên hoảng hốt ảo tưởng tật xấu còn có từ bỏ kỷ nhược tình vì thế liền có dạ thiên thần triệu ngọc mỹ nhân thị tẩm tình cảnh này Dạ thiên thần dùng quá bữa tối sau, Tô Toàn liền ôm Phất Trần cung kính hậu ở một bên hỏi. Vương, canh giờ không còn sớm, cần phải khiển người đi đem Ngọc Mỹ Nhân tiếp nhận đến. Dạ thiên thần trầm mặt sau một lúc lâu, còn không nói chuyện, lại nghe có tiểu thái giám báo lại. Vương, tiên vân điện bên kia đến tin tức. Tiểu thái giám thân mang đỏ thẩm sắc thái giám phục, là hôm nay vừa mới đến thiên thần điện, cho nên khẩn trương thanh âm rất là rung rung bởi vì cái trước truyền lời tiểu thái giám, đã bị dạ thiên thần nhẹ bổng một câu nói tha đi ra ngoài chém đầu. Cái gì tin tức? Dạ thiên thần thưởng thức trong tay ngọc lưu ly chén trảng, hững hờ hỏi. Là kỹ. Kỹ mỹ nhân nói nàng xoay bị thương chân, tưởng. Muốn mời vương đi xem nàng. Tiểu thái giám run run rẩy rẩy đem nói nói xong. Dạ thiên thần khóe miệng một điều, mang theo châm chọc ý cười. Không đi ngươi nói cho nàng, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Dạ thiên thần đứng lên tử, cười nhạo nói, cho nên. Cô không rảnh. Dạ thiên thần liếc mắt một cái ngây ngốc ở tại chỗ tiểu thái giám, phá lệ không có cuộc khởi tưởng muốn giết này lắp bắp lại không hiểu chuyện tiểu thái giám ý niệm, ngược lại là quay đầu nói với tô toàn. Nhanh đi đem cô mỹ nhân tiếp nhận đến. Chương 16 So ra kém nàng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tần mài ngọc bị đưa vào cảnh tượng cùng kỷ nhược tình cũng không nhị dị bất đồng chỉ là dạ thiên thần tâm tình kỷ nhược tình hồi một thị tẩm ngày ấy hắn xa xa nhìn nàng mi vĩ kia khỏa đỏ sẫm chu sa chí ánh nến lung lay thoáng động chiếu vào nàng trong suốt như thế ngọc lưu ly sắc hạnh mâu bên trong mỹ làm cho hắn di đuôi mù khi đó hắn cho rằng nàng vừa đúng là hắn muốn tìm nhân trong lòng cuồn cuộn phong lôi phản phất có thể nghe được bản thân tim đập thanh âm. Mà lúc này, tầng mài ngọc bọc nhất tịch cẩm thâm nằm ở long giường phía trên, cũng coi như xinh đẹp, cũng mơ hồ gian lộ ra tuyết trắng cổ. Khả giả dạ thiên thần lại cảm thấy trong lòng không hề dao động, thậm chí đều không có một tia ý tưởng chút nữa muốn cùng tầng mài ngọc làm kia sự việc. Nhưng là, như thay đổi kỹ nhược tình thị tẩm, chỉ là liếc nhìn nàng một cái, của hắn trong đầu liền đã ảo tưởng ra vô số kiều diễm hình ảnh ngàn vạn tư thế cùng cảnh tượng. Dạ thiên thần nhẹ nhàng lắc đầu, đêm này buồn cười ý tưởng cùng lỗi thời tương đối phao chi sau đầu, một lần nữa đem ánh mắt lạc ở trước mắt mỹ nhân trên người. Tần mài ngọc cắn môi, lược hiển khẩn trương xem hắn, dạo mỹ dung nhan có vẻ hết sức dịu dàng thuận theo. Không biết vì sao, dạ thiên thần lại nghĩ tới kỹ nhược tình. Nàng mỗi hồi thị tẩm cũng là như vậy, hoặc nhìn có chút khẩn trương, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tổng lộ vẻ ti lấy lòng lanh lợi ý cười, có vẻ nàng thật nghe lời dường như. Nhưng là nàng hạnh mâu lành lạnh con ngươi chỗ sâu, khi giấu đi kiệt ngạo bất tuân cùng hững hờ, hắn xem thật rõ ràng. Kỳ thực, nàng cũng đồng dạng không thích hắn, tuyệt không thích. Hắn biết rõ, kỹ nhược tình chỉ là vì của hắn quyền thế cùng địa vị, muốn phục quốc thôi. Trong lòng không hiểu cảm thấy vũ phát khó chịu, dạ thiên thần mâu quan cũng trở nên càng sâu u chút, lãnh đáng sợ. Tần mài ngọc co rúng lại một chút thân mình, mảnh mai hoáng một tiếng. Vương. Dạ thiên thần sẵn giọng lướt mắt lường tần mài ngọc liếc mắt một cái, phản ứng đầu tiên là. Này thanh âm nghe qua không kỹ nhược tình dễ nghe, phỏng chừng chút nữa. Nghe nàng xuyển đứng lên cũng không nhiều lắm tư vị. Phải biết rằng, kỹ nhược tình tiếng nói kiều. Nguyễn động lòng người, của nàng âm rung cùng khóc nức nở, mỗi một thanh đều có thể làm cho hắn quên hết tất cả, thầm nghĩ kháp của nàng thắt lưng càng thêm ngoan ra tấn nàng, nghe nàng một tiếng lại một tiếng cầu xin tha thứ. Lại đối lập trước mắt vị này ngọc mỹ nhân thanh âm, dạ thiên thần chỉ cảm thấy có chút không có ý tứ. Hắn nghẹn ba ngày, rõ ràng ngày tư đêm suy nghĩ kỹ nhược tình thân thể tốt lâu, vị kia khói nhẹ cô nương nói qua, đổi một cái thị thiếp đồng dạng là kia chờ mất hồn thực cốt tư vị mà lúc này, hắn lại giống như đề không dậy nổi bao nhiêu hứng thú đến. Tần Mài Ngọc gặp dạ thiên thần luôn luôn chưa có động tĩnh, chỉ đứng ở giường bên cạnh nhìn chầm chầm nàng xem, màu sắc thật sâu lại thấy không rõ trong đó cảm xúc, nàng chỉ cảm thấy vũ phát e lệ. Tần Mài Ngọc tiến hoàng cung sau cũng là có chuyên gia giáo tập quá nàng nên thế nào thì tẩm, cho nên nàng đã cái gì đều biết. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng nhìn đến dạ thiên thần bình tĩnh như vậy xa cách đứng, trong lòng nàng liền càng thêm sốt ruột hoảng loạn. Nghĩ đến bị đã dậy thì tẩm thời điểm muốn chủ động, muốn nhường vương thoải mái, không muốn cho vương đến chủ động hầu hạ ngươi lời nói, tầng mài ngọc tiểu mặt ửng đỏ, tránh ở cẩm khâm bên trong thủ yên lặng kéo kéo, đem gắt gao bọc cẩm khâm xả tùng một chút, lộ ra một góc tuyết trắng kiều diễm phong cảnh đến. Dạ thiên thần tự nhiên chú ý tới tầng mài ngọc này động tác nhỏ. Chỉ là của hắn trong đầu lại kìm lòng không đậu có tương đối. Không có kỹ nhược tình bạch, cũng không có kỹ nhược tình nộn. Hẳn là sờ đứng lên. Cũng không có kỹ nhược tình hoạt. Dạ thiên thần đưa tay, tưởng xác minh một chút bản thân trong đầu đoán. Khả đến giữa không trung, tay hắn lại ngừng lại, lập tức buông đến cuối tại bên người. Không biết vì sao, rõ ràng còn chưa bắt đầu, khả hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị. Người đâu, đem nàng đưa trở về. Dạ thiên thần đột nhiên xoay người, hướng tẩm điện ngoại đi đến. Tần mài ngọc. Nàng không nghĩ ra vì sao. Rõ ràng hắn đều hướng nàng đưa tay. Nghe nói hắn xưa nay tàn bạo, đến phía trước, nàng từng chuẩn bị quá thiên thần điện nhân chỉ điểm một hai. Đều nói mỗi hồi kỹ mỹ nhân thị tẩm đều chỉ nghe này cầu xin tha thứ thanh, kỹ mỹ nhân ngày thứ hai cổ họng luôn là tâm, chắc hẳn hắn tại đây chờ sự thượng cũng là cực kỳ tàn bạo nàng tuy thẹn khiếp sợ hãi cũng đã cổ chừng 12 phút dũng khí nghênh đón của hắn ân sủng, khả hắn vì sao? Không đồng ý chạm vào nàng. Vạn phần khổ sở tần mài ngọc một mặt khổ sở khiếp sợ ủy khuất vừa nghi hoặc đứng ở cẩm khâm bên trong, còn nguyên lại bị nâng trở về. Mà dạ thiên thần. Hắn lại nhớ tới thiên thần điện thư phòng nội, một lần nữa cầm lấy tấu chương phê duyệt lên. Tô Toàn mặc dù hầu hạ dạ thiên thần rất nhiều năm, nhưng vẫn đoán không ra vị này được xưng là giả quốc từ trước tối tàn bạo quân vương, trước mắt cũng cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể vội vàng bước bước chân đi theo giả dạ thiên thần đến thư phòng nội, khiển nhân đem thư đèn trong phòng chút đều điểm đứng lên. Sau đó, Tô Toàn chỉ có thể đứng ở một bên nghiêng miêu tả, dè dặt cẩn trọng hầu hạ. Hắn tuy rằng không rõ giả dạ thiên thần vì sao đột nhiên đem thị tẩm ngọc mỹ nhân đưa trở về, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được giả dạ thiên thần tâm tình thật không tốt ngàn vạn không thể trong lúc này chạm được của hắn mày. Kinh hồn tán đảm bên trong, vùi đầu mài mực tô toàn đột nhiên nghe được dạ thiên thần đạm mạc thanh âm. Cô đột nhiên nghĩ đến còn có vài phần tấu chương chưa duyệt, cảm thấy khó an. Dân chúng việc chưa giải quyết, cô há có thể say mê tình yêu. Dạ thiên thần một mặt lạnh lùng nâng tấu chương, con người đen sắc bén đảo qua tấu chương, tuyệt bút huy gạt, ở này thượng viết. Tô Toàn. Làm một gã bên người đại thái giám, giờ phút này dùng sức vuốt môn ngựa là được rồi tô toàn vắt hết ốc thế này mới không lộ dấu vết khoa dạ thiên thần cần chính yêu dân một phen vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nghe dạ thiên thần nói hôm nay việc ngọc mỹ nhân chỉ sợ cảm thấy ủy khuất ngày mai ngươi theo bảo chọn vài thứ đưa đến nàng kia đi dạ thiên thần ngữ khí như trước đạm mạc giống như cũng không đem chuyện này để ở trong lòng cũng chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói tô toàn liên tục gật đầu trong lòng đã bắt đầu tính toán nên chọn chút gì đó đưa đến ngọc mỹ nhân chỗ kia đi đêm nay việc này đối ngọc mỹ nhân mà nói đâu chỉ là một chút ủy khuất này lần đầu tiên thị tẩm đã bị còn nguyên lui về về sau ở hoàng cung bên trong chỉ sợ là khó có thể ngẩng đầu làm người đang nghĩ tới tô toàn lại nghe được dạ thiên thần đạm mạc thả tùy ý hỏi tiêm vân điện bên kia liệu có cái gì động tĩnh tô toàn còn chưa phản ứng đi lại liền lập tức trả lời hết thảy như thường. Trong ngày thường đều là như vậy trả lời, cho nên Tô Toàn chưa từng nghĩ lại liền thốt ra. Nhưng mà đang nhìn đến dạ thiên thần chính dẫn theo sói bút lông một chút, đột nhiên ngước mắt thật sâu ẩn ẩn xem bản thân khi, Tô Toàn đột nhiên ý thức được, lúc này đáp thật sự là 10 phần sai. Tô Toàn sửa sang lại một lát suy nghĩ, vội cung yêu hồi đáp. Khởi bẩm vương thượng, này tiêm vân điện tuy rằng hết thảy như thường. Nhưng kỹ mỹ nhân trật chân, lúc này còn chưa đi ngủ, chính khóc sướt mướt nháo không chịu uống thuốc đâu. Dạ thiên thần đáy mắt hiện lên một tia kinh thường, trên mặt lãnh cùng băng sương dường như, theo trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Khi đem chân chém sẽ không tất uống thuốc đi. Tô Toàn Quả nhiên vẫn là quen thuộc vương thượng, lời này nghe qua rất quen tai. Khi nô tài Tô Toàn ở suy nghĩ bản thân muốn hay không tiếp theo tiếp tục nói, Nói hắn đi Tiêm Vân Điện truyền chỉ đem kỹ mỹ nhân chân chém. May mắn Dạ Thiên thần trực tiếp đánh gãy Tô Toàn lời nói. Tiêm Vân Điện có thể có truyền lời đi lại. Tô Toàn giật mình, này truyền lời chuyện hắn cũng không dám bịa đặt, vội vàng một năm một mười nói. Khởi bẩm vương thượng, chỉ trước tiên ngọc mỹ nhân còn chưa đi lại thời điểm, kỹ mỹ nhân truyền lời đi lại nói là xoay bị thương chân, muốn mời vương quá đi xem nàng. Nhìn đến Dạ Thiên thần càng ngày càng đen sắc mặt, Tô Toàn vội vàng kiên trì tiếp tục nói. Sao? Có thể là kỹ mỹ nhân sợ quấy rầy ngài nghỉ tạm, cho nên vẫn chưa lại truyền lời đi lại. Dạ thiên thần mặt đã trầm mau ngưng tụ thành một đoàn khối băng. Tô Toàn. Xuân tiêu một khắc nha, ai dám đã quấy rầy ngài A. À? Đương nhiên, lời này Tô Toàn cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút, nhìn đến dạ thiên thần trên người đã ngưng tụ một cổ bảo tác dục đến khí thế sau, Tô Toàn vội vàng gió chiều nào che chiều ấy nói. Bất quá nô mới vừa luôn luôn chưa đi tiền điện, cố gắng kỹ mỹ nhân khiển nhân truyền nói đi lại nô tài cũng không biết, không bằng nô tài hiện tại đi tiền điện nhìn một cái. Dạ thiên thần lạnh lùng nhìn chầm chầm Tô Toàn, phản phất là từ trong hàm răng bài trừ một chữ. Cút! Tô Toàn nói cái gì cũng không dám nói, vội vàng đi phía trước điện đi. May mắn là, tiền điện quả thật có một đi lại truyền lời tiểu thái giám. Đáng tiếc là, này tiểu thái giám là Ngọc Mỹ nhân bên kia phái tới được, nói là Ngọc Mỹ nhân sau khi trở về khóc lớn một hồi, nhưng lại khóc hôn mê bất tỉnh. Lúc này Tô Toàn cũng không nhàn rỗi bận tâm cái gì Ngọc Mỹ nhân, hết nhìn đông tới nhìn tây hồi lâu phát hiện Tiêm Vân Điện thật sự không có lại phái người đi lại truyền lời sau, Tô Toàn kiên trì lại trở về ngự thư phòng. Hắn Tô Toàn làm thái giám 20 năm, từ trước đến nay trung thành chính trực, cho tới bây giờ chưa làm qua lừa gạt chủ tử chuyện. Chưa nói quá lừa gạt chủ tử lời nói nhi, không nghĩ tới một đời anh danh, liền muốn ở đêm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không còn cách nào khác A, à, bảo mệnh quan trọng hơn A. À. Tô Toàn theo rảo bước tiến lên ngự thư phòng một khắc kia khởi, cũng cảm giác được dạ thiên thần nặng nề vắng vẻ tầm mắt lạc ở trên người hắn, cắt giao nhìn chầm chầm hắn bảy may không di, rõ ràng chính là đang chờ hắn mang về đến đáp án. Tô Toàn đỉnh áp lực cực lớn, đi đến tơ vàng liêm bàn bên cạnh cúi đầu nói. Khởi bẩm vương thượng, kỹ mỹ nhân quả thật khiển cung nhân đi lại truyền lời. Tô Toàn rõ ràng cảm giác được dạ thiên thần trên người rét lạnh chi ý hòa dịu chút, nhưng đáy mắt như cũ là một mảnh vắng lặng. Tô Toàn đành phải tiếp theo tiếp tục nói. Kỹ. Kỹ mỹ nhân nói, thỉnh. Thỉnh vương lòng từ bi quá đi xem nàng, chỉ liếc mắt một cái cũng tốt. Nghe đến đó, dạ thiên thần một thân lãnh ý rút cục tán đi, nhưng trên mặt như trước vô thậm biểu cảm đáy mắt vẫn cứ là một mảnh hóa không ra hắt chỉ là khóe môi nhẹ nhàng gợi lên tràn đầy giọng mỉa mai cùng khinh thường theo trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng a à, ký nàng đau khổ cầu xin khi cô liền miễn cưỡng đi xem nàng bãi tiên vân điện kỷ nhược tình đang ngồi ở tử đàn điêu hoa sen văn giao ghế bao vây mấy tầng lụa trắng bố trác nghiêm nghiêm thực thực chân phải nhẹ nhàng hoảng trên mặt cũng là một mặt khuôn mặt u sầu bởi vì nho chính bưng một chén đen tuyền chén thuốc đứng ở nàng bên người siêng năng khuyên bảo nàng mỹ nhân thuốc này là kỹ công tử cố ý phân phó phòng bếp nhỏ cho ngài nhịn 3 giờ sau mới hầm xuất ra ngài uống nhanh thôi kỹ nhược tình thống khổ cao mày đầu diêu cùng trống bỏi dường như ta không uống ta không uống nho ngươi có biết chân của ta nhéo là giả làm sao có thể cùng ca ca ta thông đồng làm bậy lại vẫn khuyên ta uống dược đâu Kỷ Nhược Tình là vì đem Dạ Thiên Thần dẫn đi lại mới cố ý làm bộ trật chân, nàng nhớ được xem qua tiểu thuyết trong phim truyền hình vì tranh thủ tình cảm đều như vậy diễn, bên trong hoàng thượng nhất câu một cái chuẩn, sẽ lâm thời thay đổi tuyến đường đi nhìn xem bị thương phi tần. Cho nên vì diễn chân thật, nàng ở Tiêm Vân Điện lý sở hữu cung nhân trước mặt biểu diễn một phen, chân chính biết nàng không có bị thương, nhất là am hiểu y thuật Kỷ Nhược Dư, nhị là bên người hầu hạ của nàng nho. Nhưng là không nghĩ tới không chỉ có không đem dạ thiên thần cái kia đại móng heo tử hô qua đến, vậy mà còn ăn trộn gà không thành còn mất nắm gạo, cư nhiên Liên Lụy nàng muốn uống như vậy khổ dược. Kỷ Nhược Tình liền không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là diễn cái diễn, vì sao còn muốn uống thực dược. Kỷ Nhược dư sợ không phải biết nàng chán ghét nhất khổ dược, cho nên cố ý ra tấn của nàng. Nho ngập nước trong mắt to lộ ra một tia thẹn thùng ý tứ hàm xúc, hờn dỗi nói: mỹ nhân đang nói cái gì nói. Nô tỳ, Nô tỳ mới không có cùng kỹ công tử thông đồng làm bậy đâu. Kỹ nhược tình. Nho không chừng từng đọc thư, cho rằng thông đồng làm bậy cùng phu sướng phụ tùy là một cái ý tứ. Thôi thôi, lười giải thích nhiều như vậy, kỹ nhược tình đầu uống éo. Tóm lại ta không uống. Nho cắn cắn môi, khó xử nói. Mỹ nhân, kỹ công tử nói, dược là muốn uống, diễn trò muốn diễn nguyên bộ. kỷ nhược tình trận trừng mắt, hiện tại nho thiền ngoài miệng mỗi ngày đều là kỹ công tử nói, nàng nghe được lỗ tai đều khởi vết chai. Hai người chính dằn co, phòng bếp nhỏ tiểu cung nữ lại bưng một chén nóng hầm hập chén thuốc đi lại, đem nho trong tay kia bác bị thay thế, thuận tiện khuyên nhủ Mỹ nhân, ngài mau mau đem dược uống lên đi. Thuốc này đều mắc mấy bát, dược quán lý đều thịnh xong rồi, đây là cuối cùng một chén. Kỷ nhược tình nhãn tình sáng lên, kia cảm tình tốt. Tháo đến cuối cùng này bác dược mát, nàng sẽ không cần uống dược. Kỷ nhược tình trong lòng chính giấy lên tràn ngập hy vọng tiểu ngọn lửa, đột nhiên một đạo vắng lặng trầm thấp thanh âm từ xa lại gần truyền đến. Nghe nói ngươi khóc sức mức không chịu uống dược, phải chết muốn sống cầu cô đến xem ngươi. Chương 17 Mau gạt bỏ ta Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Kỷ nhược tình khóc sướt nước không chịu uống thuốc là thật, nhưng mặt sau câu này phải chết muốn sống. Có phải là có chút rất thật mất mặt? Kỳ thực, đang nghe đến dạ thiên thần này đại móng heo tử truyền lời đi lại, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, thời điểm, kỹ nhược tình cho rằng bản thân hôm nay nhiệm vụ này khẳng định hoàng không thành, thật khả năng liền muốn bị gạt bỏ. Nàng là hoài chờ chết tâm tình, ở trong này tuyệt vọng phản kháng. Nếu nhất định bị hệ thống gạt bỏ, sao còn muốn uống như vậy khổ dược? thật sự cũng quá mệt chút. Bất quá nàng đã còn hảo hảo còn sống, hơn nữa dạ thiên thần xuất hiện tại nơi này, thuyết minh. Đêm nay vị kia ngọc mỹ nhân cũng không có thị tẩm thành công. Phỏng đoán xuất ra này kết luận sau, kỹ nhược tình nộn sinh sinh tiểu nét mặt biểu lộ mặt cảm động lại có chút nịnh nọt ý cười. Vương! Ngươi thật sự nguyện ý đến xem thiếp. Nàng vốn đang tưởng đứng lên, thập khiển bật vài cái, thuận tiện cùng dạ thiên thần hành cá lễ, làm cho bản thân thương thế càng chân thật một ít. Lại không nghĩ rằng nàng vừa đem ngồi thẳng người, đã bị dạ thiên thần bàn tay to đặt tại ghế tựa. Hắn lãnh u thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Bị thương còn lộn xộn. Ngại này chân dư thừa. Kỷ nhược tình mai đầu, một bộ ngoan ngoãn bị giáo húng bộ dáng, nào dám có ý kiến gì. Đem dược uống lên. Dạ thiên thần sẵn giọng thanh âm tái khởi, mang theo tuyệt đối mệnh lệnh, chân thật đáng tin. Vấn đề là nàng chân kỳ thực hảo lắm, vì sao muốn uống như vậy khổ dược a o o o. Kỷ nhược tình khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngước mắt dè dặt cẩn trọng xem dạ thiên thần, hạnh trong mắt quẩn hơi nước. Khả! Có thể chỉ uống một ngụm nhỏ sao? Tượng trưng tính uống một ngụm liền xong việc, như vậy khổ dược uống một ngụm đều là muốn của nàng mạng già. Dạ thiên thần khóe miệng ngoắc ngoắc, lộ ra một chút cười lạnh, làm người ta đảm chiến trái tim băng giá. Toàn, bộ, uống, hoàng. Kỷ nhược tình bị hắn này ngầm bi thương cười lạnh sợ tới mức cổ co rụt lại, vội vàng nhận thức túng bưng lên kia bạch ngọc chén thuốc. Thôi thôi. So với bị gạt bỏ, ăn chén dược có gì đặc biệt hơn người. Kỷ nhược tình cao mày, một hơi đem kia dược toàn quán đi vào, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, đại mà lượng trong con ngươi thấm đầy hơi nước, buông bát trong nháy mắt, liền có hai khỏa trong suốt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Khổ, thật sự rất mẹ nó khổ. Này nước mắt hoàn toàn là khổ đến thân thể khởi phản ứng, ngay cả kỹ nhược tình đều có chút bất ngờ không kịp phòng. Dạ thiên thần trên mặt lạnh như băng sâu thẳm thần sắc phản phất có một tia buông lỏng, hắn hồ nghi xem kỹ nhược tình, dư quan xẹt qua nàng bạch tiếu trên má còn lưu lại lưỡng đạo nước mắt, mâu quan lóe lên. Có như vậy khổ sao? hắn lường liếc kia rỗng tuyết bạch ngọc chén thuốc, bên trong chỉ còn một tầng nhợt nhạt mẫu thuốc, đen xì xì trầm ở bát để. Kỹ nhược tình thè lưỡi, đem đã sớm chuẩn bị tốt bánh chân đường phóng tới miệng, đáng tiếc cay đắng quá mức nồng liệt, liền tính như vậy ngọt bánh chân đường để ở đầu lưỡi thượng cũng chỉ có thể cảm giác được một tia ngọt. Dạ thiên thần thấy nàng không nói chuyện, cũng là không lại nói bên cạnh lời nói, ngược lại cuối người đem nàng một phen bế dậy. Kỷ nhược tình bị dạ thiên thần này bất ngờ không kịp phòng động tác sợ tới mức trực tiếp đem trong miệng bánh chân đường nghẹn đi xuống, rồi sau đó kịch liệt ho khang đứng lên, khụ được yêu thích sắc đỏ bừng, kém chút không bị sạc tử. Dạ thiên thần ngoảnh mặt làm ngơ đem Kỷ nhược tình phóng tới giường phía trên, mới ngồi thẳng lên sắc mặt phức tạp nhìn xuống nàng, phản phất là cho nàng rất lớn ban ân cùng thương hại thông thường, lạnh mặt nói, nếu không phải ngươi trật chân đi không được lộ, ngươi cho là cô nguyện ý ôm ngươi kỷ nhược tình này ban ân thật tốt đâu kém chút làm hại nàng sạc tử thật sự là cám ơn ngài lãi nhãi kỷ nhược tình chính là bởi vì nghẹn đến vẻ mặt đỏ bừng hoảng bất quá khí đến lại nhìn đến dạ thiên thần đã ở giải chính hắn sim y hắn giải rất nhanh không cần một lát liền chỉ còn lại có trên người đàn sắc tàm ti trung y kỷ nhược tình yên lặng đem thân mình hướng giường bên trong chuyển bán tất đem cẩm khâm xả đi lại cái đến trên người bản thân cảm giác được một chút không ổn, vương. Vương muốn làm thầm. Dạ thiên thần mặt không biểu cảm cuối người đến, một tay lấy trên người nàng cái cẩm khâm kéo mở, môi mỏng hơi hơi gợi lên một chút châm chọc khiêu khích cười. Ngươi đã khóc cầu muốn cô đi lại nhìn ngươi. Của hắn tầm mắt một tất tất dời xuống, cuối cùng lường liếc bản thân hạ phúc chỗ. Đương nhiên phải phụ trách. Phụ trách bồi thường của hắn xuân tiêu một khắc. Kỷ nhược tình nghĩ đến đêm nay không uống dược, chỉ sợ là thừa nhận không dậy nổi dạ thiên thần cùng phong mưa rào, vội vàng dùng mảnh mai đáng thương tiếng nói nói. Thiếp Thiếp hôm nay trật chân, chỉ sợ là Dạ thiên thần đột nhiên khẽ cười một tiếng, tại đây yên tĩnh tẩm điện bên trong hóa khai, tô kỷ nhược tình cả người đều nổi lên một tầng da gà. Hắn nâng tay, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay nắm kỷ nhược tình cầm hơi nhọn, nhẹ nhàng vuốt ve nói không quan hệ, làm việc này chẳng lẽ muốn dùng chân sao? Kỷ nhược tình yên lặng cắn răng, nàng đều trật chân còn tưởng sự việc này, này vẫn là cá nhân sao? Này bản trong tiểu thuyết, quả nhiên đều không phải nhân. Dạ thiên thần nhìn đến Kỷ nhược tình này trên mặt này nghẹn quất lại chỉ có thể mạnh mẽ ẩn nhẫn, đối hắn rõ ràng có đầy ngập phẫn quốc lại chỉ có thể giả ý mỉm cười bộ dáng, không biết vì sao trong lòng hơn ti thú vị, cảm thấy như vậy khi dễ nàng giống như thật là hảo ngoạn thú vị. Chẳng qua kỹ nhược tình là cảm thấy một chút thú vị đều không có. Nàng bởi vì làm bộ trực chân, cho nên không thể lộn xộn, chỉ có thể ủy khuất lại đáng thương yên lặng thừa nhận, bị Dạ Thiên thần bãi thành bất cứ cái gì khó có thể mở miệng tư thế nàng cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mắng nhất vạn lần Dạ Thiên thần này đại móng heo tử, thế nhưng như vậy khi dễ bệnh nhân, hơn nữa hào không hổ thẹn không hề đồng tình tâm lại là nhất thụ lê hoa áp hải đường quan cảnh, mặc dù đã là cuối xuân, nhưng tẩm điện trong vòng cũng là một mảnh xuân ý chính nồng đậm ấm áp, bị đèn đuốc chút ảnh lay động gắn bó kiều diễm một mảnh. Kỷ nhược tình cũng không biết cuối cùng rốt cuộc qua bao lâu, tóm lại nàng xem sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vũ rơi nhất bạch sương, theo này một mảnh bạch ngọc gạch thạch thượng chuyển tới một khắc phiến bạch ngọc gạch thạch thượng, dạ thiên thần phản phất không biết mỏi mệt dường như, luôn luôn tại không thể miêu tả. Rốt cục, hắn thở một hơi, bình nằm xuống, dễ nhìn ánh mắt gian thấm thật nhỏ mồ hôi. Kỷ nhược tình đi theo nhẹ nhàng thở ra, cho rằng rốt cục đã xong. Không nghĩ tới lại nghe đến dạ thiên thần vi thở vì phò trầm thấp thả tô thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Ngươi đi lên, bản thân động. Kỷ nhược tình không thể tin xem hắn, cư nhiên còn chưa có hoàng. Hắn là quá mức quên hết tất cả, cho nên đã quên của nàng trật chân thế nào động sao dạ thiên thần môi mỏng quế một cái, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Ngươi cho là cô nhìn không ra đến của ngươi trật chân không xoay. Kỷ nhược tình tức giận đến kém chút đương trường bạo đi rồi. Đã hắn đều đã nhìn ra, cư nhiên còn bức nàng uống như vậy khổ dược. Này tuyệt đối là hiệp tư trả thù, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hảo, muốn nàng động là đi. Nàng động. Bất động đến bẻ gãy hắn, tính nàng thua cuối cùng kỷ nhược tình thua hôm sau dạ thiên thần thần thanh khí sản nhường tiểu thái giám hầu hạ hắn mặc xiêm y kỷ nhược tình tắt một mặt sinh không thể luyến nằm ở trên giường nàng rốt cục lý giải cẩu huyết trong tiểu thuyết sau sở miêu tả giống cái phá nát từ qua nhi một mặt không còn sinh khí nằm ở đàn kia là loại cái dạng gì thể nghiệm nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh có phải là trực tiếp lựa chọn bị hệ thống gạt bỏ thuận tiện bất việc hơn nhưng là làm nàng vừa toát ra ý nghĩ như vậy hệ thống ngay tại của nàng trong đầu phát ra tiếng hệ thống thỉnh ký chủ bảo trì lạc quan hướng về phía trước tâm tính a kiên trì nửa kiên trì bình minh liền ở trước mắt kỷ nhược tình mỏi mệt đến chỉ có thể trát một chút mắt ở trong đầu níu chặt hệ thống mắng ta phi này cái gì đồ hư nhiệm vụ cái gì lạc kê hệ thống ta mặc kệ ngươi trực tiếp đem ta mặc giết được Hệ thống. Ký chủ ngài xin bớt giận, thuận thuận mau, chúng ta kiên trì nữa một chút ha. Kiên trì cái rắm. Kỷ Nhược Tình tuy rằng bình thường túng, nhưng tỳ khí bên trên thời điểm ai cũng ngăn không được, ai yêu kiên trì ai kiên trì đi thôi. Ta hiện tại yêu cầu ngươi gạt bỏ ta. Ta lệnh cho ngươi. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Hệ thống. Đừng giới a, ký chủ ngài đừng lo lắng. Bạch Nguyệt Quang đang ở đuổi trên đường tới. Dự tính đêm nay liền sẽ xuất hiện. Chờ nàng đến đây, ngài có thể đã chết. Kỷ Nhược Tình Nghe qua là một chuyện tốt, thế nào nghe hệ thống nói ra liền như vậy không thích hợp đâu. Chương 18 Rốt cuộc đến đây. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lại là ánh trăng dần dần sủng nước cung điện trong ngoài đêm. Kỷ Nhược Tình đã đều bị dạ thiên thần phát hiện dứt khoát hủy đi trên chân ngụy trang trật chân lụa trắng, lại ở trong đình viện sôi nổi hô vài cái tiểu cung nữ đến ngoạn khiêu ô vuông. Trong vương cung thật sự rất nhàm chán, nhất không di động nhị không máy tính, nàng lại không tốt bốn phía phô trương kêu một đám thái giám tiểu cung nữ đến đánh bài đổ. Bác, chỉ có thể kêu nhân chơi đồ loại này tiểu hài tử mới đồ thơ ấu trò chơi. Thật sự là ngay thơ chiếm được mình đều ghét bỏ cố tình kỷ nhược dư hai tay ôm ngực ỷ ở hành lang hạ xem nàng chơi nửa ngày một chút đều không có phải rời khỏi ý tứ kia ẩn ẩn mà thâm thúy ánh mắt trành cho nàng có chút da đầu rung lên khả lại không dám đi hỏi chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngoạn đi xuống a à, ngươi nhưng là hảo hưng trí dạ thiên thần thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại cửa son một bên kỷ nhược tình kinh ngạc nhìn sang hắn thân mang quần áo đàn sắc theo long văn cẩm bào mâu quan sẵn giọng lại lợi hại xem nàng Đáy mắt một mảnh không vui kỷ nhược tình yên lặng ngừng lại hướng dạ thiên thần phúc phúc thân mình vương hôm nay sao có rảnh đi lại nàng còn tưởng rằng bạch nguyệt quang đã trở lại dạ thiên thần căn bản không rảnh quan tâm nàng đâu xem bộ dạng này hệ thống tin tức là giả bạch nguyệt quang căn bản còn chưa có xuất hiện chó này hệ thống rơi vào đường cùng kỷ nhược tình đành phải đi theo dạ thiên thần vào tẩm điện trong vòng đi ngang qua kỹ nhược dư bên người thời điểm, hắn còn hướng nàng đầu hướng một cái vui mừng thả cổ vũ ánh mắt, nói rõ ý tứ là làm cho nàng hảo hảo can. Dạ thiên thần lại lãnh suy một tiếng, hẹp dài con ngươi cầm hờ hững chi ý, sao? Ngươi không muốn cô đến. Hôm qua là ai phải chết muốn sống cầu cô? Kỹ nhược tình ô mặt, theo dạ thiên thần cũng là thẹn thùng. Hắn thoáng nhìn nàng thon thon ngón tay ngọc khe hở ra lộ ra bột sen sắc, khóe môi vi ôm lấy cô nguyện sủng hạnh ngươi, đã là ngươi rất lớn vinh hạnh. Biết sao? Kỷ nhược tình đáy lòng phiên cái thật to xem thường, lại làm bộ như cảm động đến rơi nước mắt vãn trụ dạ thiên thần cánh tay nói, thiếp tạ vương long ân. Dạ thiên thần mi tâm vi khiêu, mau quan xẹt qua nàng dính sát vào nhau hắn cánh tay nơi nào đó. Mềm mại kỳ quái, cách trên người này tầng tầng lớp lớp vải dệt, hắn cũng có thể hồi tưởng khởi đụng chạm thời điểm non mềm trắng mịn cùng với kia không thể nói ra tuyệt vời. A, à, nữ nhân này lại muốn câu. Dẫn hắn. Dạ thiên thần khóe môi lộ ra mặt châm chọc ý cười. Kỷ mỹ nhân cũng quá mức sốt ruột khó nén chút. Kỷ nhược tình vội vàng thu hồi chính mình tay, quay lưng lại. Nàng không có. Nàng không phải là. Đừng nói bừa. Này ở dạ thiên thần trong mắt, đó là nàng bị trạc phá tâm tư sau thẹn thùng, thực tại có chút. Thú vị! Dạ thiên thần nâng lên thủ, khoác lên nàng bờ vai thượng. Không bằng! Hôm nay ngươi thay cô cởi áo, bồi cô cùng nhau tắm rửa. Kỹ nhược tình! Xong rồi, này đại móng heo tử giống như càng ngày càng hội chơi. Bạch Nguyệt Quang, ngươi ở đâu, có thể hay không mau tới cứu cứu ta? Kỷ nhược tình một bên vùi đầu thay dạ thiên thần cởi ra ngọc đái chụp, một bên tại nội tâm điên cuồng cầu nguyện. Có lẽ trên trời thật sự nghe được nàng thành kính cầu nguyện. Đang ở kỹ nhược tình nỗ lực cùng dạ thiên thần Ngọc Đái chụp tiến hành chiến đấu thời điểm, đột nhiên có cái thái giám nôn nóng vội vàng đi đến. Dạ thiên thần lạnh mặt nhìn sang, vốn là tính toán đem điều này không thức thời thái giám kéo ra ngoài chém, hãy nhìn đến là tô toàn sau, dạ thiên thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tô toàn từ trước đến nay là cái ổn thỏa tính tình, làm việc đều không chút hoang mang, gọn gàng ngăn nắp, dạ thiên thần rất ít nhìn đến hắn dáng vẻ ấy, định là ra cái gì quan trọng hơn đại sự. Tô Toàn tiến vào bước nhỏ là thần sắc phức tạp nhìn kỹ nhược tình liếc mắt một cái, rồi sau đó mới kề sát tới dạ thiên thần bên tai nhẹ giọng nói một câu nói. Dạ thiên thần sắc mặt đại biến, đột nhiên thân mình vừa chuyển, đi ra ngoài. Khả vừa đúng kỹ nhược tình ở giải ngọc đái chụp, ngón tay tạp ở tại ngọc hoàng trong vòng lúc này không thể không bị lôi kéo cùng hắn đi ra ngoài, thở nhẹ một tiếng đau. Dạ thiên thần không chú ý tới này đó, cho rằng kỹ nhược tình là cố ý như vậy dán hắn, không nghĩ thả hắn đi. Trên mặt hắn ngưng đầy hàng sương, khóc mắt ửng đỏ, đáy mắt cũng mạng thượng mỏng manh một tầng tơ máu, thị huyết giống như lường kỹ nhược tình liếc mắt một cái, sử xuất đại lực đẩy nàng một phen, thanh âm trầm thấp lại sẵn giọng theo trong cổ họng bài trừ đến thông thường kỷ nhược tình bất ngờ không kịp phòng bị phụ giúp ném tới trên đất bị tạp ngón tay theo ngọc đái chụp lý ma xuất ra nóng bừng đau nàng có chút không thể tin xem dạ thiên thần sáng ngời hạnh mâu trợn to trong suốt khoảng tẩm điện nội ánh nến ảnh ngược dạ thiên thần cao lớn mà lạnh lùng thân ảnh hơi nước dần dần khí trời dựng lên dạ thiên thần vội vàng hướng tiền đi bước chân hơi ngừng lại cúi đầu liếc nàng một cái cuối cùng không nói gì phục mà nhanh hơn bước chân rời khỏi tim vân điện Kỹ nhược tình ngồi dưới đất, ông tức nâng bản thân bị thương ngón trỏ liền ánh nến nhìn nhìn, đã bị quát chỉnh ngón tay đều đỏ, khớp ngón tay còn cỏ phá da, lộ ra đỏ sẫm phấn bạch thịt đến. Kỷ nhược dư bước nhanh đi vào trong điện, nhìn đến chính là bộ này cảnh tượng. Nhu nhược thiếu nữ một đầu như bột tóc đen rối tung ở sau người, cầm hơi nhọn để đầu gối, cuộn thành một đoàn, ánh nến chiếu vào trên người nàng dung thành một mảnh mau nhung nhung bộ dáng, khả nàng đáy mắt thủy quan lại phản phất ở rạng rỡ mà đồng ánh nàng tuyệt mỹ kinh diễm dung nhan. Vô luận ai nhìn đến như vậy tuyệt sắc lại bất lực thân ảnh, đều sẽ không nhịn được lo lắng. Huống chi, bọn họ còn có huyết mạch tương liên. Kỷ nhược dư như đi qua, cuối người không lưng, giữ chặt kỷ nhược tình không bị thương tay kia thì. Theo ta đi. Kỷ nhược tình ngước mắt, ngọc lưu ly sắc con ngươi tựa như thế gian tối trong suốt xinh đẹp đá quý, nhu ba tỉnh dạng, tiếng nói mềm yếu nhu nhu hô một tiếng. Ca ca vừa dứt lời, trân châu dường như nước mắt nhi liền từng hạt một tạp xuống dưới, rơi vào trên đất hoàng tiểu đoàn hoa hoa cỏ lý. Này nước mắt, một nửa là thật đau, một nửa còn lại là kỹ nhược tình tưởng nhiều soát điểm kỹ nhược dư hảo cảm giá trị. Bạch Nguyệt Quang xuất hiện, nàng sở thừa thời gian không nhiều lắm, khả y thuật điểm vẫn còn không bắt đầu soát. Quả nhiên, nước mắt là tốt nhất vũ khí. Kỹ nhược dư từ trước đến nay lành lạnh mà sơ đạm con ngươi buông lỏng một chút, trên mặt đẹp mắt mà rõ ràng đường cong cũng mềm mại không ít. Hắn nâng tay, đem kỹ nhược tình nắm đứng lên, đạm vừa nói nói. Đừng khóc. Ngươi yên tâm, chờ ca ca phục quốc, định sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Kỹ nhược tình rút khục khịt, nhỏ giọng nói. Tạ. Tạ ca ca. Kỹ nhược dư mang kỹ nhược tình đến của hắn tẩm điện nội, theo hắc nước sơn mạ vàng sông Long Văn Dược trong quầy xuất ra vài cái bình nhỏ, Hình dạng nhan sắc khác nhau, lại không dán nhãn, Kỷ Nhược Tình cũng không biết hắn là thế nào phân chia này đó. Hắn ai cái mở ra, bốc lên Kỷ Nhược Tình bị thương ngón tay, động tác cẩn thận mà linh hoạt thay nàng rịt thuốc. Yên tâm, này đó dược đồ, ngủ một đêm ngày mai liền có thể hảo. Không biết vì sao, Kỷ Nhược Dư như hôm nay nói chuyện thanh âm cũng nhẹ chút, mâu quan cũng không giống như phía trước như vậy sâu xa thả xa cách. Kỷ nhược tình nghiêm cẩn thưởng thức hắn gần trong gan tất lông mi, thon dài tinh mịn lại kiều thật sự, cùng của nàng không có sai biệt, đây là thân huynh muội nha. Còn có cặp kia đẹp mắt lại trong suốt con ngươi, phản phất ngày đêm tinh thần đều rơi xuống của hắn trong con ngươi, này một đôi đôi mắt đó là toàn bộ vũ trụ. Kỷ nhược tình thật thích như vậy trong suốt thiếu niên nhang, nhất là kỷ nhược dư im lặng không nói chuyện có vẻ cả người lẫn vật vô hại thời điểm. Nàng miếm miếm môi, đồ bôi thuốc cao ngón tay cũng không có nóng bừng đau ngược lại thanh lương băng thích có chút thoải mái này nhất thoải mái nàng cũng có chút nhẹ nhàng thậm chí không cần nghĩ ngợi hỏi một câu ca ca ta đêm nay có thể đồng ngươi cùng nhau ngủ sao yên tâm ta mặc kệ khác chỉ là xoát xoát y thuật điểm vừa hỏi xong kỹ nhược tình liền phát hiện quanh mình không khí có chút động lại nàng trán lá gan nhìn kỹ nhược dư vừa đúng vọng tiếng hắn một đôi bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng trong con ngươi đen. Tỉnh có chút quỷ dị, quỷ dị đến thập phần đáng sợ. Chương 19. Nhất đẳng mỹ nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ý nghĩ nóng lên kết quả, tự nhiên là bị Kỷ Nhược Như một mặt hàng xương ném xuất ra, thậm chí ngay cả hắn còn sót lại một điểm y giả nhân tâm cũng không phục tồn tại. Kỷ Nhược tình thở dài, Xem ra là hảo cảm giá trị còn xa xa không đủ. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nỗ lực, chung có một ngày, Kỷ Nhược Dư đối nàng hảo cảm giá trị nhất định sẽ bay lên đến nguyện ý cùng nàng cùng ngủ một phòng tân độ cao. Ít nhất lúc này đây, Kỷ Nhược Dư không có mắng nàng chẳng biết xấu hổ, thuyết minh nàng cùng của hắn quan hệ vẫn là có tiến bộ. Kỷ Nhược Tình một bên an ủi cổ vũ bản thân, một bên kéo mệt mỏi lại bị thương thân mình trở lại bản thân tẩm điện gột rửa liền ngủ hôm sau. Kỷ nhược tình còn đang trong giấc mộng cùng bản thân xa cách đã lâu mấy tính ngấy oai, xuyên thư phía trước luôn luôn không quản tù tì cái kia trò chơi mắt thấy liền muốn thông đóng, lại bị một trận dồn dập thanh âm đánh thức. Mỹ nhân Kỷ mỹ nhân, ngài tỉnh tỉnh Nho thúc giục thanh âm theo trướng mạng ngoại truyện đến Kỷ nhược tình nhíu mày, đang muốn xoay người tiếp tục nằm mơ Nhưng là trướng mạng lại bị nho không lưu tình chút nào khơi màu sáng choang quang bỗng chốc liền đánh tới trên mặt đâm vào ánh mắt đau kỷ nhược tình vội vàng nâng tay bụng mặt than thở nói chuyện gì a à? kỳ thực này bản trong tiểu thuyết hoàng cung không giống khác trong lịch sử hoặc là trong tiểu thuyết quy củ sâm nghiêm bình thường nàng chính là ngủ đến ngày phơi ba sào cũng không ai nói nàng nhưng là hôm nay nho không biết trừ cái gì phong phải muốn kêu nàng đứng lên nho phúc phúc thân mình trả lời mỹ nhân trong vương cung tân che vị nhất đẳng mỹ nhân vương lệnh làm trong cung sở hữu mỹ nhân hôm nay giờ thình đi yết kiến vị này lan mỹ nhân không nghĩ tới dạ thiên thần thế nhưng như vậy coi trọng vị này bạch nguyệt quan thật tốt quá nàng rốt cục không cần bị dạ thiên thần lăng qua lộn lại tra tấn kỷ nhược tình nội tâm mừng như điên mặt ngoài lại làm bộ như thật kinh ngạc hỏi cái gì này là chuyện khi nào nhi ta thế nào không biết nho khẽ vuốt cầm trả lời hôm qua vương theo tiêm vân điện sau khi rời khỏi đây liền đem vị này lan mỹ nhân triệu vào thiên thần điện lúc đó nô tì gặp mỹ nhân ngài tâm tình không tốt liền không đồng ngài nói nhưng đêm qua khởi trong cung cũng đã truyền mở còn còn có càng nguy nghe lời nói nga kỹ nhược tình lười biến liếc nàng một cái cái gì không xuôi tai lời nói có người nói ngài lần trước dùng xong không sáng rọi thủ đoạn tiệt ngọc mỹ nhân hồ lúc này thì tẩm bị lan mỹ nhân đánh gãy coi như là báo ứng do càng nói thanh âm càng nhỏ sợ kỷ nhược tình đột nhiên tức giận không nghĩ tới kỷ nhược tình lại nhẹ nhàng cười hồn không thèm để ý nhỏ giọng than thở nói ta đầy đổ hy vọng mỗi ngày tao báo ứng mỹ nhân ngài nói cái gì nho không nghe rõ thăm dò hỏi kỷ nhược tình khoát tay biến nhát nằm ở trên giường một lần nữa phiên cái thân. Ngươi đi truyền lời, liền nói ta hôm qua bị vương đẩy một phen, ngã trên mặt đất bị thương, hôm nay sợ là đi không xong. Nho cái hiểu cái không gật gật đầu. Hảo, nô tỳ này liền đi. Đợi chút. Kỷ nhược tình đột nhiên kêu trụ nàng, chuyện này, đừng muốn nói cho ca ca ta. Miễn cho hắn vừa muốn ta diễn trò diễn nguyên bộ. Nàng cũng không muốn lại uống dược, nhất là rõ ràng không sinh bệnh lại muốn uống dược thời điểm, quả thực là hoài nghi nhân sinh. Chờ nho đi rồi, kỹ nhược tình nhìn nhìn bản thân đêm qua bị thương ngón tay, quả thật như kỹ nhược dư theo như lời, miệng vết thương đã ở khỏi hẳn, cỏ sức da địa phương đã kết một tầng nhợt nhạt già. Này! Hẳn là cũng có thể tính bị thương đi. Kỹ nhược tình vừa lòng cười cười, nhắm mắt lại, hy vọng có thể tiếp theo vừa rồi bị đánh gãy mộng tiếp tục. Ở kỹ nhược tình nỗ lực hạ, vừa mới mộng cuối cùng đứt quản tiếp thượng, chỉ là nàng đem cuối cùng một cửa một lần nữa đánh một lần. Hảo. Rốt cục đem bốt huyết điều ma chỉ còn cuối cùng mấy đánh, đột nhiên bên tai lại vang lên nho thanh âm. Mỹ nhân, ngài mau tỉnh lại. Kỹ nhược tình phiền muốn mắng nhân, nếu không phải là xem nho bình thường cẩn trọng, cũng coi như tri kỷ trung thành, nàng tuyệt đối phải thay đổi một cái bên người cung nữ. Nàng phiên cái thân, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được công công cầm, tiếp tục ngủ. Mỹ Nhân, ngài mau đứng lên rửa mặt thay quần áo bãi. Lan Mỹ Nhân khiển nhân truyền lời đi lại, nói chút nữa muốn đi lại xem ngài. Kỷ nhược tình đột nhiên bỗng chốc liền theo trên giường ngồi dậy, hoàn toàn thuyết minh cái gì kêu sắp chết bệnh trung kinh ngồi dậy. Kỷ nhược tình liền không nghĩ ra, các nàng lưỡng nước giếng không phạm nước sông không rất tốt sao thế nào nàng không giống nguyên trong tiểu thuyết kỹ nhược tình giống nhau đi tìm bạch nguyệt quan phiền toái nàng ngược lại bản thân đưa lên cửa đâu hệ thống đã ở kỹ nhược tình trong đầu không ngừng cường điệu ngươi muốn hung muốn hư muốn tra tấn nàng muốn trăm phương nghìn kế giết chết nàng kỹ nhược tình mặt không biểu cảm trở về một câu đi ta mặc kệ cầu ngươi gạt bỏ ta hệ thống lập tức yên tĩnh như kê làm bộ vô sự đã xảy ra, phản phất nó chưa từng có chi quá thanh. do gặp Kỷ Nhược Tình dạy ra lại khiếp sợ ngồi ở trên giường, vội vàng giải thích nói. Lan Mỹ Nhân nghe nói ngài bị thương, đứng ngồi không yên, nhất định phải quá đến xem ngài. Kỷ Nhược Tình Này một bộ đại lão bà quan ái tiểu lão bà ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? do còn tại tiếp tục giải thích. Vương hôm nay nói, về sau hắn khẳng định muốn phong Lan Mỹ Nhân làm hậu chỉ là hiện tại hết thảy còn đang trù bị trung. Bất quá theo hôm nay khởi, Lan Mỹ Nhân chính là chúng ta hoàng cung bên trong nói 102 chủ tử, vương nhường sở hữu Mỹ Nhân đều phải kính trọng nàng, nghe lời của nàng, cho nên Lan Mỹ Nhân đến xem ngài, cho tình cho lễ đều là hẳn là. Ân. Do lời nói ở kỹ nhược tình trong lòng sớm đã có sổ. Bạch Nguyệt Quang thôi, dạ thiên thần đương nhiên nhìn xem trọng. Chỉ là không biết vì sao, kỷ nhược tình phát hiện bản thân về nguyên tiểu thuyết trí nhớ giống như càng ngày càng mơ hồ tỉ như hiện tại nàng vậy mà nhớ không nổi vị này bạch nguyệt quan đại danh gọi cái gì một cổ nhàn nhạc, nhạc khủng hoảng dũng thượng trong lòng kỷ nhược tình khát khát bản thân lòng bàn tay đem nguyên nhân quy tội vừa mới tỉnh ngủ đầu óc còn không liên quan do gặp kỷ nhược tình sắc mặt càng ngày càng không tốt tiếp tục an ủi nói mỹ nhân ngài cũng đừng có gấp ta nghe nói a à, Nho đè thấp tiếng nói tiếng đến kỹ nhược tình bên tai nói. Vị này Lan Mỹ Nhân, là câu Lan ngoã xá xuất thân, tuy rằng là bán nghệ không bán thân, nhưng là sạch sẽ không đi nơi nào, như vậy đê tiện thân phận, kia so được với ngài là tôn quý công chúa nha. Kỹ nhược tình miễn cưỡng ngoéo một cái môi. Ân. Mất nước công chúa, quả thật tôn quý đâu. Nhưng kỹ nhược tình nhớ được vị này bạch nguyệt quan thân phận không phải là đơn giản như vậy, lại thế nào cũng nghĩ không ra nàng ở trong đầu hỏi hệ thống hệ thống phản phất tiêu thất giống nhau lặng không tiếng động thói quen lạc kê hệ thống kỹ nhược tình đành phải chạy nhanh đứng lên rửa mặt tắm rửa thay quần áo dụng tâm trang điểm lên lần đầu tiên gặp bạch nguyệt quang dù sao cũng phải sát sát của nàng uy phong mới là bằng không bạch nguyệt quang cho rằng nàng kỹ nhược tình dễ khi dễ ba ngày hai bữa hướng tiêm vân điện chạy nhiều đáng ghét hết thảy uất thiếp sau kỷ nhược tình đối với bàn ly văn gương đồng vừa lòng thưởng thức lên trong gương thiên hạ một đôi trong suốt ngọc lưu ly sắc hạnh mâu đúng như uẩn nhật nguyệt cùng tinh thần tươi đẹp phù dung hai mặt như xuân hoa mi vĩ kia khỏa đỏ sẫm chu sa chí càng làm cho chỉnh trương mặt cười đều liễm diễm tư sống lên đen sẫm như tuyền tóc dài cao kéo cao khởi trong hải đường châu hoa châu ngọc huy huy ánh xương cốt oánh nhuận lệ sắc kinh người vừa vặn lúc này thủ vệ tiểu thái dám đi lại bẩm báo, xa xa thấy được Lan Mỹ Nhân bộ liễn đi lại. Kỷ nhược tình đứng dậy đi bên ngoài nghe nàng, dù sao cũng là nhất đẳng Mỹ Nhân, điểm này quy cũ hay là muốn có. Xa xa liền thấy Lan Mỹ Nhân quần áo nguyệt bạch sắc cung trang, ngồi ở sáu gã tiểu thái giám nâng tọa sạp phía trên, có khác ba cái cung nữ phân biệt ở phía trước sau trưởng phiến cùng trì mua xe, rất tức giận phái bộ dáng. Kỷ nhược tình không khỏi nghĩ đến bản thân thì tẩm hoàng chịu đựng cả người đau nhất theo thiên thần điện đi trở về đến thê thảm bộ dáng. Thật sự là người so với người khí tử người. Lại chờ đến Lan Mỹ nhân bộ liễn vững vàng đứng ở tiêm vân điện ngoại, kỷ nhược tình nhìn đến nàng mặt, không khỏi sợ ngây người. Chương 20 Nàng ở mừng như điên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Giống, thật sự quá giống. Bởi vì kỹ nhược tình vừa mới chiếu quá gương đồng, cho nên đối với bản thân dung mạo ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Nàng cùng vị này lan mỹ nhân mặt mày, quả thực là một cái khuôn mẫu điêu khắc xuất ra thông thường. Giống nhau như đúc hạnh mâu vi dạng, ngọc lưu ly sắc con ngươi tựa như thế gian tối trân quý đá quý, giống như xa đại đôi mi thanh tú trong lúc đó, liền ngay cả kia khỏa đỏ sẫm tiên diễm chu sa chí vị trí, đều là như thế kinh người tương tự. Đáng tiếc Lan Mỹ Nhân cùng kỹ nhược tình bất đồng, nàng cái khác ngũ quan đều không có kỹ nhược tình kinh diễm, khuôn mặt độ cong cũng không kỹ nhược tình hoàng mỹ, nếu mông trụ của nàng mặt mày, kia đó là lại phổ không thông qua diện mạo, ném ở trong đám người cũng không có người nhiều xem liếc mắt một cái. Chỉ là nhân hơn như vậy chuyển trong đa tình mặt mày, nàng lại bình thản mặt cũng làm đẹp nhiều lắm vài phần tú lệ rất khác biệt, chỉnh thể thoạt nhìn coi như là cái tươi đẹp thanh tú nữ tử bất quá đứng ở có được khuynh thành chi tư quốc sắc thiên hương kỹ nhược tình trước mặt, Lan Mỹ Nhân cả người từ đầu đến chân liền đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Hiển nhiên Lan Mỹ Nhân cũng phát hiện kỹ nhược tình cùng của nàng mặt mày cực kỳ tương tự, nàng hơi run sợ một lát, hạnh mâu bên trong kinh ngạc dần dần biến mất, cuối cùng hiện ra một chút giật mình cùng kinh thường. Khó trách trong cung đều nói kỹ mỹ nhân là duy nhất phụng dưỡng quá vương mỹ nhân, độc thánh sủng, nàng còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt nguyên lai like chẳng qua là làm cái thế thân. Lan Mỹ Nhân lúc lơ đãng nâng lên thủ, ngón tay ngọc thon thon vuốt ve thượng bản thân mi vĩ kia khỏa chu sa chí, cố ý vô tình nhẹ nhàng vuốt ve. Không ngờ kỹ nhược tình nhưng chưa nhiều xem của nàng động tác nhỏ, chỉ là không kiêu ngạo không xỉm định đón nàng đi trong điện hoa nhỏ thính. Lan Mỹ Nhân ngồi ngay ngắn ở tử đàn một giao ghế, tuy rằng nàng nỗ lực sử bản thân tư thái đoan trang hào phóng, khả trong khung tảng mát ra phong trần khí, cũng là che lấp không được. Kỷ nhược tình nhớ được, trong sách mặt Bạch Nguyệt Quang tuy rằng nói là xuất thân câu lan ngỏa xá, khả nàng luôn luôn là ở giả dạ quốc vương đô trung tối trứ danh thanh. Lâu, thả quả thật là bán nghệ không bán thân, còn bởi vậy nhận thức rất nhiều quý nhân, sau này vô luận đại sự việc nhỏ, nàng luôn có nam chính hoặc là quý nhân tương trợ. Nho dẫn theo hắc màu trúc tước văn ấm trà cấp lan mỹ nhân ngã nhất trảng trà xanh, lại có khác vài vị cung nữ bưng điểm tâm trái cây nhất loại đặt tới Lan Mỹ Nhân thủ sườn. Kỷ Nhược Tình cực ngượng ngùng nói. Lan tỷ tỷ, ngày hôm nay tới quá mức đột nhiên, cho nên không chuẩn bị cái gì. Lan Mỹ Nhân từ chối cho ý kiến khẽ cười nói. Này thanh tỷ tỷ nhưng là chiếc xác ta, ta so ngươi tuổi trẻ, phải làm là ta kêu tỷ tỷ ngươi mới đúng. Kỷ Nhược Tình miễn cưỡng ngoé một cái môi, bài trừ một tia miễn cười đầu năm nay thật sự là kỳ quái, nhưng lại còn có người cướp phải làm tiểu nhân. Lan Mỹ Nhân nhấp khẩu trà, dùng khăn sát khóe miệng nói. Nghe nói kỹ tỷ tỷ thân thể có bệnh nhẹ, nghiêm trọng đến không thể xuất môn nông nổi. Muội muội rất là lo lắng, cố ý đi lại nhìn một cái thương thế của ngươi. Kỹ nhược tình theo bản năng sờ sờ bản thân trên ngón tay kia tầng nhợt nhạt già, có chút xấu hổ cười cười. Đa tại Lan muội muội quan tâm, tỉnh dưỡng nửa ngày, của ta thương thế đã tốt lên không ít. Lan Mỹ Nhân ánh mắt không giấu vết theo kỹ nhược tình trên ngón tay liếc quá, mâu quan lóe lên ngóe một cái môi, lại không nhắc lại ra muốn nhìn kỹ nhược tình thương chỗ, chỉ là nhẹ giọng nói. Người đâu, đem ta đưa cho kỹ tỷ tỷ gì đó đều lấy đi lại. Vừa dứt lời, liền có sáu cái tiểu thái giám khiên ba cái hồng nước sơn mạ vàng long văn rương đến phòng khách ngoại, động tác chỉnh tề lưu loát đem thùng buông đến, lại im lặng lui đi ra ngoài. Lan Mỹ Nhân Vi cho mày lại tim, có chút đau đầu nhu nhu mi tâm nói. Hôm qua vương thưởng ta 20 cái như vậy thùng, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu, quý hiếm vải vóc, kỳ trân dị bảo linh tinh. Ta kia phương nhã điện thật sự quá nhỏ, đang lo không nhi phóng đâu. Hôm nay chợt nghe đến kỹ tỷ tỷ thân thể ôm bệnh nhẹ tin tức, ta liền suy nghĩ đưa tỷ tỷ mấy cái rương. Ngóng trong tỷ tỷ tâm tình có thể nhiều, bệnh cũng tốt mau mau này đã là chói lọi khoe ra, liền ngay cả đứng ở kỹ nhược tình bên cạnh người nho đều nhịn không được muốn dùng cái mũi hừ khí. Phương Nhã Điện Tiểu Khi đã là trong vương cung lớn nhất cung điện, lịch đại hoàng hậu trụ địa phương, không nhi phóng, là không nhi khoe ra đi. Đưa này đó tâm tình có thể hảo, là cố ý muốn nhường kỹ mỹ nhân ghen tị tức chết đi. Khả nho không nghĩ tới, kỹ nhược tình là thật tâm tình hảo. Kỷ Nhược Tình nghe được Lan mỹ nhân nhắc tới này trong trương tất cả đều là vàng bạc châu báu, quý hiếm vải vóc, kỳ trân dị bảo thời điểm, thật to hạnh mâu nhất thời lượng lên, ánh mắt một khắc cũng không bỏ được trời đi này ba cái bảo bối đại thùng, đến mức sau Lan mỹ nhân ở một bên nói, nàng là một chữ nhi cũng không có nghe đến trong lỗ tai đi. Bạch Nguyệt Quang là thật hảo a. À. Trước kia nàng thị tẩm nhiều lần như vậy, Dạ Thiên thần ngay cả cái rắm cũng chưa thưởng quá nàng, trừ bỏ một cái tử thúy ngọc trâm vẫn là trước tiên nói tốt về sau muốn thu trở về. Nhưng là Bạch Nguyệt Quang vừa tới, liền cho nàng tặng nhiều như vậy bảo bối. Xa hoa. Nàng hoan nghênh Bạch Nguyệt Quang về sau thường đến. Nói cái gì khó nghe lời nói nàng đều nguyện ý nhẫn. Chỉ cần cho nàng tặng đồ. Lan Mỹ Nhân ở một bên quan sát đến kỹ nhược tình phản ứng hoàn toàn không giống nàng kỳ vọng nhìn đến như vậy, không khỏi cắn cắn môi nàng cho rằng kỹ nhược tình hội ghen tị vương đối nàng hậu thưởng cùng coi trọng, nhưng là kỹ nhược tình tự hồ một chút đều không có ghen tị chi tâm, ngược lại còn thật. Vui vẻ. Lan Mỹ Nhân gắt gao nắm chặt khăn, khắp lòng bàn tay chỗ xuất hiện móng tay lưu lại nhợt nhạt trăng non ấn nhi. Nàng cắn cắn môi, buông xuống mâu, gật đầu e lệ lại chiếp nhã nói. Kỹ tỷ tỷ, muội muội, Muốn cùng ngươi nói vài câu lời riêng. Ngươi nói. Kỷ nhược tình không tha nhiều lường vài lần kia tam cái rương, thế này mới vẫy tay làm cho người ta đem thùng nâng tiếng của nàng tẩm điện đi, cũng bình lui mọi người. Lan Mỹ nhân thẹn thùng ninh khăn, thanh âm nhỏ nhất như mũi nha nha nói. Là về thì tẩm chuyện. Vương hắn luôn là không hề tiết chế. Ta có chút chịu không nổi. Lan Mỹ nhân ngước mắt, cho rằng có thể nhìn đến kỷ nhược tình ghen tị bốc hỏa, không cam lòng bản thân ân sủng liền như vậy bị cướp đi ánh mắt nhưng là không nghĩ tới. Kỷ nhược tình giống như càng cao hứng. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, kỷ nhược tình nghe nói như thế thời điểm, nội tâm có bao nhiêu mừng như điên, bởi vì rốt cục không cần chịu thị tẩm khổ. Thiên thần điện Dạ thiên thần tay cầm trổ sơn tử đàn một quản đề bút giật mình ở giữa không trung, đã nửa khắc có thừa. Tô toàn không lưng ở một bên ma miêu tả, ngạch gian thấm ra một chút hãng ý, không rõ đó là một tình huống gì. Muốn nói vương là vì rốt cục tìm được Lan Mỹ Nhân mà mừng như điên đi, này trên mặt trầm ngưng như sương biểu cảm cũng không giống. Muốn nói vương là ở hiểu ra hôm qua Xuân Tiêu một khắc đi, khả vương hôm qua vẫn chưa cùng Lan Mỹ Nhân đồng tẩm, ngược lại là ngồi ở bên giường nhìn nàng cả một đêm, chuyện này tô toàn lại rõ ràng bất quá. Muốn tô toàn nói, vương tâm tư, sau khi đáy biển châm còn muốn khó tìm. Tô toàn. Dạ thiên thần đột nhiên mở miệng, trầm thấp thanh âm ở vắng lặng ngự thư phòng trung vang lên, hôm nay trong cung mỹ nhân, đều đi ý kiến lan mỹ nhân. Có thể có nhân làm cho nàng bị ủy khuất. Cô lập lại một lần nữa, như trong cung có người đối lan mỹ nhân bất kính, đương trường giết không cần hỏi. Là, nô tài đã an bày đi xuống. Tô Toàn gắt gao mai đầu, nghĩ rằng Lan Mỹ Nhân là thật không dễ chọc, tiếp tục nói, trong vương cung Mỹ Nhân nhóm đều đối Lan Mỹ Nhân tất cung tất kính, đã biết được nàng là tương lai vương hậu nói một không hai chủ tử bất quá kỷ mỹ nhân thân thể ôm bệnh nhẹ chưa đi phương nhã điện cho nên nô tài làm cho người ta đi tiêm vân điện truyền nói chắc hẳn kỷ mỹ nhân cũng đã biết được này đó dạ thiên thần mị mị con ngươi không vui nói ông bệnh nhẹ ân ừ. tự hồ là ngài rời đi tiêm vân điện đêm đó chịu thương Dạ thiên thần đột nhiên nghĩ đến đêm đó hắn sốt ruột trời đi đẩy nàng ngã xuống đất, nàng ngước mắt hướng hướng hắn khi, hạnh mâu trung trong suốt lượng lờ hơi nước, ánh hắn lung lay sắp đổ thân ảnh. Dạ thiên thần trong lòng khẽ nhúc nhích, ninh mày kiếm, suy nghĩ lên. Trước đó vài ngày tây vực sứ giả hiến cho cô cái kia. Tô Toàn hiểu ý, vội vàng bổ sung thêm. Vương, tên kia tự khó đọc thật sự, nô tài cũng là nhớ rất nhiều ngày mới niệm lưu loát tự hồ là kêu đồng mạ vàng quỳ hoa thức biểu. Ân. Dạ thiên thần hơi hơi nâng nâng mâu, trong mắt một mảnh gió mát hắt, liền này, đưa đi nàng kia, xem như cô bồi thường. Như vậy tân kỳ ngoạn ý, dạ thiên thần nhìn thấy đầu tiên mắt liền nghĩ tới kỷ nhược tình. Liền cảm thấy kỳ kỳ quái quái nàng phải làm sẽ thích loại này kỳ kỳ quái quái ngoạn ý, nhưng nếu không phải thẹn trong lòng, hắn cũng sẽ không thể nghĩ đến đem điều này đưa cho nàng. Dù sao này ngoạn ý, cũng là hoàng cung trung độc nhất phân. Nô tài hiện tại phải đi đưa. Tô Toàn đột nhiên nghĩ đến, tự hồ hiện tại. Lan Mỹ Nhân vừa lúc ở kỹ Mỹ Nhân kia vấn an nàng. Ân. Dạ thiên thần không chút suy nghĩ liền ứng thanh, dương mắt hỏi ngược lại, còn có bên cạnh chuyện. Tô Toàn ngẩn người, lập tức lắc đầu nói. Không. Không có việc gì. Khi nô tài này liền đi đã là vương chính miệng làm cho hắn đi đưa trong vương cung thanh thanh lãnh lãnh rất nhiều năm hiện thời thật vất vả đến đây nhiều như vậy tiểu mỹ nhân ân náo nhiệt náo nhiệt rất tốt